Xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mi Sơn Thị. Anh Nhân Haseo, Mi Sơn Im Nida. Quay trở lại phần 58 ngày hôm nay đó quý vị. Thì trước hết thì ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Mi Sơn con xin chúc các mẹ, em xin chúc các chị và các em phụ nữ ngày 20 tháng 10 luôn luôn xinh đẹp nè, luôn luôn vui vẻ nè và luôn có cuộc sống bình an và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Và quan trọng là chị em phụ nữ dù bất kỳ trong độ tuổi nào cũng luôn luôn tươi trẻ và xinh đẹp. Tươi trẻ ở đâu? Là ở trong suy nghĩ của mình nè nha. Rồi bây giờ trước khi mà phần 58 ngày hôm nay đó quý vị, thì Mi Sơn sẽ chia sẻ về hai chủ đề. Mi Sơn sẽ chia sẻ về câu chuyện của em người mẫu nội y Ngọc Trinh, rất là xôn xao nha quý vị. Và tiếp đó Mi Sơn sẽ chia sẻ về một cái bài viết rất là hay của nghệ sĩ hài Lê Tính ở bên Mỹ nha quý vị. Thì đầu tiên trước khi mà Mi Sơn chia sẻ cái phần 58 ngày hôm nay, thì có một cái chị khán giả chỉ thông báo lại cho Mi Sơn, vì trong những cái câu chuyện mà những vị khán giả đã hỏi xin ý kiến của Mi Sơn như thế nào, và Mi Sơn đã cho ý kiến đến gia đình của từng người một, thì hôm nay gia đình của chị đã thông báo tin vui lại cho Mi Sơn rằng là trước đó là em trai của chị là bán đất cái nhà từ đường mà 7 tỷ mốt đó quý vị, để mà lấy hết cái số tiền đó và nói rằng là muốn xin một cái số tiền để cho mẹ dưỡng già mà con trai không cho đó. Nhưng mà ngày hôm nay qua cái sự mà tư vấn của Mi Sơn thì chị thông báo lại rằng là Mi Sơn ơi, em trai đã chịu chấp nhận cho mẹ rồi đó. Rất là vui quý vị. Thì chị ấy gửi về như thế này nè quý vị: chị cảm ơn Mi Sơn, em đã tư vấn cho chị, giờ mọi chuyện im đẹp. Chị ngồi lại nói chuyện với thằng em trai, khuyên nó là cho mẹ chị. Nó đồng ý rồi. Mấy tháng rồi, ngày nào mẹ chị cũng khóc. Hai ngày nay mẹ chị vui trở lại, không còn khóc nữa. Chị mừng lắm. Tháng trước, con nhỏ em gái cũng kêu nó là cho mẹ chị là 500 triệu nhưng nó không đồng ý. Hai đứa nó chửi lộn nhau quá trời. Hôm nay chị nói nó mấy câu mà nó đồng ý liền. Lúc chị sang nhà nó, chị không chắc là nó chịu, nhưng không ngờ mọi chuyện là im xuôi. Chị cảm ơn em nhé. Chúc em nhiều sức khỏe, lên clip cho mọi người xem hoài. Nghiền kênh của em lắm đó. Chúc mừng chị. Vì thật ra là trong gia đình khi mà đưa ra để mà tranh chấp kiện tụng á, vì trong cái câu chuyện này chị muốn hỏi ý kiến của Mi Sơn rằng là tại vì cái số đất đai đó là mẹ của chị sang tên qua cho thằng em út, nhưng mà được nhà nước quy hoạch đền bù cho thằng em út 7 tỷ mấy, nhưng mà xin cho mẹ chỉ có 500 triệu dưỡng già thôi, nó không cho đó. Thì chị muốn kiện đi ra ở ngoài địa phương, là kiện là yêu cầu của nó chia một phần cái số tiền mà bồi thường đó cho mẹ chị được không? Thì lúc đó tôi mới khuyên rằng là chị ơi, cái này khi mẹ chị đã chuyển tên cho em trai thì đó là quyền sở hữu và tài sản của nó. Cho nên là bây giờ bồi thường đó là tiền của nó, mình không có bất kỳ một cái pháp lý nào để mình ra mình kiện nó và mình kêu nó phải chia cái tiền mà nhận bồi thường của nhà nước để mà đưa cho mình, không có được. Mình chỉ nói về cái mặt tình cảm thôi, mình chỉ giải thích cho nó biết rằng cái số tiền này, miếng đất này trước đây mẹ cho em, thì bây giờ em cho mẹ lại một cái số tiền đó để cho mẹ dưỡng già. Vì thật ra khi mà kiện tụng, bình thường chị đã nói rằng là trước đó mấy tháng là mẹ chị khóc suốt luôn, nhưng mà hai ngày nay mẹ rất là vui. Tại vì Mi Sơn khuyên chị rằng là không nên kiện, lỡ mà nếu như mà nó ngang ngược, nó đi ra ngoài xã, nó nói những cái câu đau lòng, có phải là mẹ buồn hơn không? Đúng không quý vị? Cho nên rằng là Mi Sơn khuyên chị rằng không nên thưa ra ngoài xã. Tại vì một khi nó cho mẹ thì nó sẽ cho, còn một khi nó không cho rồi thưa ra xã thì nó lại thêm những cái bực tức, và những cái đó nó sẽ dùng những lời xúc phạm thì mẹ chị sẽ buồn nhiều hơn. Mi Sơn khuyên chị là không nên. Nếu như em trai mà nó cho thì nó cho, còn nếu như mà nó không cho cái số tiền đó thì cũng phải chịu, coi như là thôi mấy chị em gái á, có hai chị em gái lo cho mẹ đi. Mà không ngờ là khi mà chị nói chuyện với lại em trai nó đã nghe lời và chịu trích ra 500 triệu cho mẹ. Thật ra cái số tiền 7 tỷ mấy đó là của mẹ, mẹ cho đó. Nhưng mà khi đã cho rồi, nó đứng tên rồi thì thuộc quyền sở hữu của nó đó. Thì chị nói là em trai đã chấp nhận để lại cho mẹ 500 triệu để cho mẹ dưỡng già, để cho mấy chị chăm sóc, thì mẹ chị rất là vui và chị cảm thấy rất là vui, và chị cảm ơn cái lời tư vấn của Mi Sơn. Thật ra những cái mà Mi Sơn chia sẻ, những cái mà Mi Sơn cho ý kiến mà giúp được gia đình của các anh chị, Mi Sơn cảm thấy rất là vui. Cho nên thấy chưa, không có kiện tụng gì hết trơn, mình chỉ cần nói tình cảm với nhau thôi. Thay vì ví dụ như là cái người em gái của chị tới, hai đứa gây lộn nảy lửa là tại vì cái người em gái đó của chị nói chuyện không có lọt lỗ tai. Khi mà tới đó rồi thì nó đó là của mẹ mày, phải cho mày ăn giọng gì đó, thì bắt đầu nó sẽ gây lộn. Nhưng mình lấy tình cảm để mình giải thích cho em mình hiểu thì chắc chắn
rằng nó sẽ bỏ ra 500 triệu để dành cho mẹ, đúng không? Và chị đã làm được, mừng lắm quý vị. Và cũng có rất là nhiều trường hợp gia đình là vợ chồng nè, rồi con cái nè, Mission cho lời khuyên và gia đình của họ hiện tại bây giờ rất là hạnh phúc và cải thiện được rất là nhiều. Mission cảm thấy rất là vui quý vị. Và ngày hôm nay Mission không có còn ngồi phải dựa lưng gì cả và ngồi thẳng lên rồi, Mission cảm thấy rất là khỏe rồi đó quý vị. Rồi cái câu chuyện thứ hai là một cái câu chuyện của em trai này cũng dính líu về đất đai. Mission chia sẻ cái này rồi bắt đầu kế tiếp đi vào câu chuyện của người mẫu nội y Ngọc Trinh nha quý vị. Rồi câu chuyện của em gửi về tôi như thế này đây quý vị. Dạ chị, mẹ em sống chung với ngoại 30 năm rồi. Năm 2003, ngoại em mua nhà vi bằng giấy tờ tay từ năm 99 cho đến nay. Chưa có giấy tờ gì cả. Nhà em chỉ 36m² thôi ạ. Năm 2002, ngoại em có làm giấy tờ công chứng vi bằng đó cho mẹ của em vì sợ cậu dì về giành nhà ngoại. Ngoại lo sợ nên làm vậy. Mẹ em nuôi và chăm sóc bệnh tình của ngoại từ năm 2003 cho đến nay. Hiện tại ngoại em đang bệnh, một tay mẹ em lo hết, không ai nói và hỏi thăm gì cả. Em mong chị giúp mẹ em để có được căn nhà che nắng che mưa và dỗ ông bà sau này. Thì qua cái câu chuyện này đây nè quý vị, thì cũng là cái vấn đề mà tranh chấp tài sản trong gia đình sợ đó quý vị. Tại vì cái căn nhà này là căn nhà của ngoại của em ấy, mua từ năm 99 mà mua vi bằng, mà 30 mấy m² thì tôi nghĩ là ở Sài Gòn hồi cái thời đó đó quý vị, thì chỉ mua nhà vi bằng hoặc là giấy tờ tay thôi. Mà ngày xưa là giấy tờ tay là nhiều, vì năm 2000 tôi cũng có mua căn nhà ở Sài Gòn đó quý vị, thì cũng mua bằng giấy tờ tay. Chứ hồi đó mà cái thời đó mà ai mua nhà mà có cái sổ đỏ đó là người đó cũng giàu lắm. Tại vì có sổ đỏ là nhà lớn và nhà rất là mắc tiền. Còn nếu như mà mua cái giấy tờ tay đó quý vị, là nhà của người ta ví dụ như là người ta có 200m², người ta cắt ra 50m², người ta cắt 40m², người ta bán cho mình, thì chỉ viết bằng giấy tờ tay thôi, là mua từ năm 99. Và đến năm 2003 đó, thì trong trường hợp này á, là mẹ em có nhờ em là hỏi đến tôi. Vì cái căn nhà đó nó là giấy tay và nó không có sổ đỏ, và ngoại của em là ra công chứng lập cái vi bằng bán lại cho mẹ. Thì bây giờ mẹ sợ rằng là lập vi bằng như vậy á, rồi sau này khi bà ngoại mất á, là các anh chị em trong nhà là có về giành của bà ngoại, có giành cái căn nhà của bà ngoại hay không. Thì ở đây á, là nếu như mà cái căn nhà đó là tài sản riêng của bà ngoại mà không có ông ngoại, ví dụ như ông ngoại chết trước rồi mới mua cái căn nhà đó, thì cái căn nhà đó thuộc quyền sở hữu của một mình bà ngoại thôi. Thì bây giờ lúc mà bà ngoại còn sống, bà ngoại có thể là làm di chúc lại cho mẹ nè, có thể là làm lập vi bằng mua bán giấy tay cho bà ngoại có công chứng đàng hoàng, dù là không có sổ đỏ vẫn hợp pháp đàng hoàng. Thì khi mà bà ngoại em mất á, thì tất cả các anh chị em trong nhà không ai giành được cái căn nhà đó của ngoại để lại cho mẹ. Và trong đây em để rằng là ngoại là làm cái vi bằng công chứng bán lại cho mẹ, thì nếu làm bán lại thì các chị em trong nhà không thể nào giành được. Còn cái vấn đề mà cái căn nhà này có làm được sổ đỏ hay không thì phải do ngay chỗ cái quận huyện đó. Tại vì ngày xưa ở Sài Gòn đa số là họ bán bằng giấy tay không à, họ tự cắt ra một miếng cái họ làm giấy tay họ bán, một là ra công chứng ở ngoài phường là bán giấy tay bao nhiêu đó, đó là như vậy. Thì qua thời gian ở bao nhiêu năm thì ngay chỗ cái khu phường đó đó họ sẽ làm hợp thiết hóa cho tất cả những cái người mà mua giấy tay hoặc là mua vi bằng sẽ được làm sổ đỏ. Thì qua từng khu vực khác nhau, từng địa phương khác nhau mà mỗi chỗ đó họ tạo điều kiện cho dân của họ để mà làm sổ đỏ. Cho nên là mua từ hồi năm 99 tới nay là nó cũng đã rất là lâu rồi, nó 20 mấy năm rồi. Thì mình ở dù là có giấy tay mình cũng có đóng thuế đàng hoàng. Thì trong trường hợp này nếu như mà nhà mẹ của em mà muốn làm sổ đỏ thì hãy ra ngay chỗ cái địa phương phường hoặc xã đang ở, mình xin là làm sổ đỏ, hợp thiết hóa để làm sổ đỏ. Thì trong thời gian bao năm đó thì coi là phường với xã đó họ xem xét họ có cho mình làm sổ đỏ hay không nha. Chứ cái này là nó riêng từng khu vực mà riêng từng xã một rồi, cho nên là cái vấn đề về mà làm sổ đỏ thì chị chỉ em như vậy. Còn cái vấn đề mà bà ngoại đã làm giấy mua bán vi bằng có công chứng lại cho mẹ, thì cái tài sản này khi bà ngoại mất hoặc hiện tại bây giờ bà ngoại còn sống thì tất cả các chị em, các con của bà ngoại không được về giành của mẹ em đâu. Cho nên là nói mẹ em yên tâm nha. Rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ về cái câu chuyện của em người mẫu nội y Ngọc Trinh nha quý vị. Đã bị công an bắt tạm giam và với lại cái mức hình phạt là tạm giam tù 3 tháng nha quý vị. Thì lý do tại sao và trong trường hợp này á, là tự chạy xe, tự té chứ không đụng chạm gì tới ai mà tại sao lại bị bắt tạm giam mà bị phạt tù giam 3 tháng nha quý vị. Thì trước khi để tôi vào tôi phân tích về cái sự việc này thì tôi xin chia sẻ một cái bài báo
của công an trước để xem coi là trong cái nội dung của báo công an viết là lý do tại sao, rồi bắt đầu là tôi sẽ đi vào phân tích cái câu chuyện này nha quý vị. Rồi, báo công an có đăng vào ngày 19 tháng 10 năm 2023. Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh. Ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 của Bộ Luật Hình Sự. Wow, đọc cái tiêu đề lại thấy là nó đã quá trời hơi nguy hiểm nha quý vị. Tức là bắt tạm giam mà còn thêm là khám xét nhà ở. Cái này nó hơi có vấn đề nha quý vị. Tại vì nếu như mà Ngọc Trinh mà chạy xe mà bị té mà gây rối trật tự công cộng thì bị phạt mình cũng không nói, tại vì là Ngọc Trinh không có bằng lái nè, thì bị phạt thì mình cũng không nói đi. Nhưng mà cái vấn đề ngay chỗ này nó hơi lấn cấn đây quý vị. Lệnh khám xét chỗ ở đó, thì cái vấn đề mà em ấy té, em ấy chạy xe nó đâu có dính líu gì đâu mà lại lệnh khám xét nhà ở. Có vấn đề ngay chỗ này đây quý vị. Rồi, đọc tiếp nha quý vị. Chiều ngày 19 tháng 10, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Thủ Đức và phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với hoạt động liên quan với hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn, biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm, lưu thông trên tuyến đường thuộc thành phố Thủ Đức do Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh thực hiện, sau đó đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Tập trung triển khai khai thác các hoạt động điều tra và phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan để xác minh kết quả điều tra hiện nay. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh, mặc dù Trần Thị Ngọc Trinh sinh năm 89, nơi thường trú là phường Tân Hưng, quận 7, chỗ ở hiện nay là phường 20, đường số 1, khu dân cư thành phố Thủ Đức, không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2. Nhưng ngày 6 tháng 10 năm 2023, Ngọc Trinh đã cùng với Trần Xuân Đông, sinh năm 87, nơi thường trú là quận 4, chỗ ở hiện nay là quận 7, tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với biển số kiểm soát 59A3-11588 với nhãn hiệu là BMW, lưu thông biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao thuộc phường Tân Nhân Phú, thành phố Thủ Đức, với động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe, quay video, biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Trước đó, vào đầu tháng 9 năm 2023, Trần Xuân Đông đã cùng với Trần Thị Ngọc Trinh tổ chức tụ tập điều khiển xe mô tô lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng thuộc khu phố đô thị Thủ Thiêm, thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên, thả hai tay để cho xe tự chạy, ngồi một bên để cho xe tự chạy, rồi quay video biên tập rồi đăng lên trên mạng xã hội. Quá trời quá đất luôn quý vị. Những cái mà hình ảnh này nó rất là nguy hiểm, giống y như những người siết vậy đó quý vị. Nhưng mà người ta siết là người ta siết ở trong cái đoàn siết và người ta bán vé, đó là nghề nghiệp của người ta, và người ta tập và người ta có đeo đội nón bảo hộ đàng hoàng. Còn này làm những cái này rồi xong cắt ghép rồi biên tập lại để đăng lên mạng xã hội, tức là cố tình làm những cái hành động đó để đăng tải lên mạng xã hội. Thì khi mà đăng tải lên vậy đó quý vị, thì tất cả các mà con các em mà trẻ đó quý vị, nó dòm vô những cái hành động đó, nó mê dữ lắm quý vị, nó rất là mê. Và những cái hành động đó là đang dạy hư cho những đứa trẻ hiện tại bây giờ đó quý vị. Rồi, đọc tiếp nha quý vị. Xét thấy hành vi trên đã gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức và Ban An toàn giao thông phường Tân Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức đã có văn bản đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét để xử lý Trần Thị Ngọc Trinh theo đúng quy định của pháp luật. Đáng chú ý, các lần biểu diễn xe mô tô nêu trên, Trần Thị Ngọc Trinh đều cho quay phim để biên tập lại và đăng các video này lên nhiều các tài khoản cá nhân, các nền tảng mạng xã hội gồm là TikTok Ngọc Trinh, hiện tại có 6.8 triệu người theo dõi, tổng cộng là hơn 163.3 triệu thích, đã đăng tải lên 5 video có nội dung liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe phản cảm nguy hiểm vào các ngày là 24, 28 tháng 9 năm 2023, ngày 2, ngày 6, ngày 8 tháng 10 năm 2023. Tính đến 10 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2023, các video này đã nhận được 478.000 lượt thích, 4.881 lượt bình luận và 9.848 lưu video.
và 5.787 lượt chia sẻ. Quá kinh khủng không quý vị? Quá trời quá đất luôn. Là cái video này tổng cộng có 5 cái thôi, nhưng mà lượt người ta lưu lại đó, người ta lưu lại để người ta chia sẻ đó, người ta lưu lại là gần 10.000 người lưu lại. Còn 5.000 mấy, gần 6.000 lượt họ chia sẻ để phát tán thêm đó quý vị. Tài khoản 2 là tài khoản Facebook Trần Thị Ngọc Trinh, cô bé ăn hàng, hiện có 3.1 triệu người theo dõi, có đăng tải các video nêu trên, thu hút đến 5.9 ngàn lượt tương tác, 483 lượt bình luận và 266 lượt gửi. Tài khoản thứ ba là tài khoản fanpage của Facebook Ngọc Trinh, hiện có 2.7 triệu lượt thích, 5.9 triệu người theo dõi, đăng tải một video thể hiện Ngọc Trinh lái xe mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân. Sau đó các video này đã lan truyền không gian ở trên mạng hơn 240 bài post trên các Facebook, hơn 650 bài, hơn 3.000 video liên quan đến YouTuber, dư luận trên báo chí chính thống và các không gian mạng phần lớn phản đối lên án gay gắt hành vi của Ngọc Trinh. Phải nói là cái sự chia sẻ mà nó lan tải rất là nhanh quý vị, tại vì cái sức ảnh hưởng của Ngọc Trinh nó rất là lớn trên cộng đồng, đa số là cái fan của Ngọc Trinh toàn là fan tuổi teen không hả quý vị. Xét thấy việc đăng tải, phát tán nội dung các video của các tài khoản nêu trên ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng đến tiêu cực, đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ, đặc biệt là tài khoản mạng xã hội, hàng triệu người theo dõi đã vi phạm về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông, cần được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Nên Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh và Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển thông tin, tài liệu đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để được xử lý theo quy định của pháp luật. Mở rộng điều tra, Công an cảnh sát điều tra thành phố Hồ Chí Minh làm rõ nguồn gốc xe mô tô mang biển số 59A3-11588 thì Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô. Xe máy số 122678 là giả. Qua tranh đấu, Đông thừa nhận mặc dù biết giấy đăng ký chứng nhận xe mô tô là giả, nhưng vì xe mô tô 59A3-11588 nhãn hiệu BMW có giá trị rẻ nên vẫn cố ý mua về để sử dụng. Tức là xe này không có giấy tờ quý vị, làm biển số là bản số giả, giấy tờ giả luôn. Cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Trần Thị Ngọc Trinh. Quá trình điều tra xác minh cho đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hồ Chí Minh nhận định Trần Thị Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng với Trần Xuân Đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả hai tay để cho xe tự chạy, lưu thông biểu diễn trên tuyến đường đã được sử dụng công nghệ thuộc địa bàn phường Thủ Thiêm, phường Tân Nhân Phú, thành phố Thủ Đức, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng lên các clip này lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Ngoài ra, Trần Xuân Đông còn có hành vi mua xe mô tô phân khối lớn với giấy tờ giả để sử dụng. Căn cứ các tài liệu chứng minh thu nhập được, ngày 19 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định về khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Xuân Đông về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức gây rối trật tự công cộng. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh theo đúng quy định. Trong thời gian tới, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiến hành các bước biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và các đối tượng còn lại liên quan để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật. Vậy là thì ra là khám xét nhà. Tại vì khi mà nói là bị té rồi phạt về cái tội là gây rối trật tự thì mình thấy cũng đúng. Nhưng mà tại sao khám xét nhà là vì như thế này đây quý vị? Tại vì ở trong đây có để là cái xe mô tô sử dụng với là cái giấy giả, cho nên là xét nhà khẩn cấp. Đó, xét nhà khẩn cấp để xem coi là những cái xe của Ngọc Trinh sử dụng và những cái xe liên quan đến cái anh bạn này.
nó có giấy giả nữa hay không, và những xe mà đang sử dụng đó là cái giấy đó có phải là giấy đúng của nhà nước cấp hay không, hay là giấy giả nữa. Hèn gì nói khám xét nhà nghe hết hồn quý vị, tại thường khám xét nhà là phải là một cái tội phạm nào đó, còn chỉ là gây rối trật tự công cộng thì không thể nào khám xét nhà được. Cho nên vì lý do như thế này mà khám xét đây, khám xét những cái xe mà Ngọc Trinh đang sử dụng có giấy giả hay không đó quý vị. Đó thì qua cái sự việc này, lý do tại sao mà Ngọc Trinh lại bị với cái mức án là tù giam 3 tháng, là 3 tháng kể từ ngày 19 tháng 10. Thì ở đây lý do tại sao là tại vì á, là Ngọc Trinh là một cái người mà nó có sức ảnh hưởng ở trên cộng đồng. Tại vì Ngọc Trinh là một người ở trong Soviet, là cái người lan tỏa, lan truyền đến cộng đồng rất là nhiều. Đó, cái lượt theo dõi Ngọc Trinh cũng rất là nhiều luôn đó quý vị. Cho nên rằng là cái lớp trẻ hiện tại bây giờ là cái fan theo dõi Ngọc Trinh rất lớn. Cho nên những cái hành động của Ngọc Trinh là mình phải làm như thế nào đó để truyền tải những cái năng lượng tốt đến cho cái lớp trẻ. Nhưng ở đây Ngọc Trinh lại truyền tải những cái mà phá phách nè, những cái mà ăn chơi nè, những cái mà đua đòi nè. Thì trước đây ví dụ như trong cuộc sống của Ngọc Trinh thì thú thật với lại tất cả quý vị rằng là ở trong showbiz á, thì Ngọc Trinh là tôi không có thích nha quý vị. Nhưng mà tôi cũng không có bàn cãi và tôi cũng không nói đến cái em Ngọc Trinh này, tại vì đó là cuộc sống của người ta, mình không thích thì mình không xem thôi. Tại vì cái thứ nhất, lý do tại sao tôi không thích Ngọc Trinh không quý vị, là tại vì Ngọc Trinh là con gái, mở miệng ra nói chưa gì hết là đã cười hí ha hí hố rồi, nó rất là vô duyên. Thì Ngọc Trinh có một cái giọng cười, một cái giọng nói tôi cảm thấy là nó vô duyên, theo phụ nữ vô duyên đó quý vị. Đó, cái thứ hai nữa là Ngọc Trinh hay khoe những cái hàng hiệu, khoe những cái ăn chơi, những cái mà đi du lịch sang chảnh đó, nhưng mà lại không có khoe về công việc của mình. Ví dụ như mình khoe công việc của mình phải làm việc với năng lượng tích cực. Ví dụ như mình làm một cái công việc gì đó thì hôm nay mình sẽ tự thưởng cho mình, hoặc là ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 gì đó mình sẽ tự thưởng cho mình. Nhưng ở đây á, là em Ngọc Trinh là người có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Tại vì hiện tại bây giờ trong số đó tôi thấy có con cháu của tôi nha quý vị. Con cháu của tôi mới lớn nó cũng rất là thần tượng Ngọc Trinh. Vì sao nó thần tượng như thế này nè? Đi xe hiệu nè, xài hàng hiệu nè, bóp hiệu nè, rồi ở nhà sang đó, mà lại đẹp nữa. Cho nên rằng là trong số lớp trẻ đang rất là ngưỡng mộ Ngọc Trinh, trong đó có cháu tôi nữa đó quý vị. Thì cho nên là cái sức ảnh hưởng của Ngọc Trinh rất lớn, những hành động của Ngọc Trinh để cho cái lớp trẻ hiện tại bây giờ nó bắt chước, nó noi theo. Cho nên trước đó những cái phe hàng hiệu, những cái mà phe của đồ này kia thì công an người ta không quan tâm. Và hầu như là tôi thấy là hiện tại bây giờ tất cả các lớp trẻ bây giờ đó quý vị, là nó theo dõi những người trong showbiz, ví dụ như ca sĩ nè, người mẫu nè, rồi diễn viên nè, thì trong số đó là theo dõi Ngọc Trinh nhiều nhất. Tại sao? Là tại vì Ngọc Trinh là chuyên môn khoe những cái hàng hiệu, cái giỏ sách một lần tới là hả 1 tỷ mấy luôn. Cho nên rằng là tất cả các cô gái mới lớn lên thầm mơ ước sẽ được giống như Ngọc Trinh, và thậm chí là xin vía luôn quý vị. Xin vía luôn là muốn được giống y như Ngọc Trinh. Vì sao? Là tại vì hiện tại bây giờ là các cô bé không có muốn tự làm ra đồng tiền của mình, mà lại muốn hưởng thụ. Phải tự hỏi rằng là cái số tiền đó từ đâu mà ra. Đó, cái số tiền đó từ ở chỗ nào. Nhớ cái vụ vừa rồi của cái cô bé mà Á Khôi 17 tuổi ở ngoài Hà Nội bị chặt khúc dục xuống sông không? Nhớ cái vụ đó không? Muốn ăn xài thoải mái, muốn hàng hiệu đồ này kia thì phải lấy ra để đổi khác. Cho nên ở đây cái vấn đề, ví dụ như là Ngọc Trinh mà làm những cái điều mà tốt, tích cực đến xã hội, thì tôi nghĩ rằng là nhà nước rất là hoan nghênh. Nhưng mà ở đây cái việc của Ngọc Trinh là đang cổ suý cho tất cả những cái lớp trẻ ăn chơi xa đoạn, là chơi những cái xe mô tô, coi thường tánh mạng của mình. Theo như tôi nghĩ á, là phạt Ngọc Trinh. Tại vì sao? Nếu như Ngọc Trinh là một người bình thường, nếu Ngọc Trinh là một cái người bình thường, không phải là một người nổi tiếng, thì tôi nghĩ rằng chỉ phạt hành chính thôi quý vị, chứ không có phạt tù giam 3 tháng đâu. Nhưng vì sao? Là tại vì cái sức ảnh hưởng của Ngọc Trinh quá lớn ở trên cộng đồng mạng, thì giới trẻ nó sẽ bắt chước. Nó sẽ bắt chước, nó coi rằng là những hành động đó là hành động tốt, hành động nói chung là anh hùng, nữ hiệp gì đó, thì nó sẽ bắt chước. Cho nên ở đây là nhà nước của mình sẽ là bắt răng đe, giống y như là một cái vụ mà án điểm đầu tiên để mà răng đe cho các cái lớp trẻ mà coi thường tính mạng, mà quay rối trật tự công cộng mà còn đưa lên mạng đó quý vị. Thì cái đó lớp trẻ nó bắt chước rồi làm sao, đúng không quý vị? Cho nên rằng trong cái câu chuyện này là Ngọc Trinh không nghĩ rằng là mình sẽ bị phạt. Nếu như mà bây giờ Ngọc Trinh là mình vô trong một cái sân tập để mà mình tập lái mô tô, nhưng mà nếu tập lái mô tô cũng phải đội mũ bảo hiểm
đàng hoàng. Thì trong cái khung viên tập đó, chứ không phải là cái đường lưu thông của hiện tại bây giờ người ta đang sử dụng, thì tôi nghĩ rằng Ngọc Trinh cũng chỉ bị phạt hành chính mà thôi. Nhưng mà không có cái kiểu như là thả tay nè, rồi ngồi trên yên một bên nè. Trời ơi má ơi, sao mà không biết cái con bé này nó có những cái mà táo bạo như vậy. Ví dụ như là mình đóng phim á, mình lên mình đóng những cái vai đó mà đóng trên phim á, thì không sao, không bị phạt. Tại vì đó là phim nói về một cái nhân vật đó. Còn bây giờ ở ngoài đời, mình chơi mà mình đưa lên giống như mình cổ xí cho các lớp trẻ bây giờ chơi đi nha, chị làm được, tụi em cũng làm được, chơi đi, thì có phải là bây giờ cái giới trẻ sau này nó loạn không quý vị? Tại vì Ngọc Trinh cái sức ảnh hưởng rất lớn trên cộng đồng mạng, rất là lớn. Nhất là lớp trẻ bây giờ nó đang rất là thần tượng Ngọc Trinh, giàu nè, xài hàng hiệu nè. Vì tại sao mà Ngọc Trinh bị nặng như vậy? Vì hiện tại từ xưa tới bây giờ đó quý vị, thì cái việc mà đua xe nè, mất trật tự khu vực đồ này kia nó có rất là nhiều. Mà tại sao cái người ta bị bắt không có bị phạt nặng giống y hệt như Ngọc Trinh? Là tại vì những cái đứa đó nó đua xe, nó chỉ đua xe ở chỗ đó thôi, nó không quay để tung lên mạng, thì nó chỉ bị phạt hành chính mà thôi. Còn Ngọc Trinh á, là dính vô trong những cái khoản này đây quý vị, là người nào gây rối trật tự công cộng mà gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội. Là tại vì Ngọc Trinh làm mất trật tự mà còn quay cái hình ảnh đó tung lên trên mạng nữa, là bị mất an ninh trật tự không gian mạng nữa, thì nó lan truyền. Nó lan truyền cho nên là nó đối diện với lại cái mức hình phạt chỉ có 3 tháng. Là vì lý do này đây quý vị, là Ngọc Trinh chỉ mới bị vi phạm lần đầu, chứ nếu như vi phạm lần thứ hai là tiêu rồi quý vị. Vi phạm lần thứ hai là tiêu rồi. Đây, nếu như mà mất trật tự an toàn xã hội hoặc đã bị xử vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về cái tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Tức là nếu như mà Ngọc Trinh đã vi phạm về cái tội này mà chưa được xóa án tích mà vi phạm thêm một lần nữa đó quý vị, thì sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu cho đến 50 triệu, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc tù từ 3 tháng đến 2 năm. Qua quá trình điều tra, nếu công an phát hiện hành vi thuộc các trường hợp như là phạm tội có tổ chức, gây phản cảm giao thông nghiêm trọng, hoặc gây đình trệ hoạt động của công cộng, xúi dục người khác gây rối, sẽ phải đối diện với lại cái mức án tù từ 2 năm đến 7 năm. Ghê không quý vị? Đó, cho nên là Ngọc Trinh mới bị lần đầu thôi. Cho nên qua cái sự việc của Ngọc Trinh đó quý vị, người ta đang ăn sung mặc sướng hưởng thụ không chịu đâu, đi chơi những cái trò ngu, rồi cái bây giờ là bị cái án tích. Dù là 3 tháng hay 3 ngày đi chăng nữa thì nó cũng có cái án tích là người đã từng tù tội rồi. Ngu không? Đúng không quý vị? Mà sau này ví dụ như giờ Ngọc Trinh muốn xin visa đi đâu hơi bị khó nha. Hơi bị khó đó, là tại vì đã có cái án tù đó rồi thì đi nước ngoài hơi bị khó. Ngu quá trời quá đất luôn quý vị. Cho nên những người mà dùng mạng xã hội đó quý vị, giống như đợt trước có một cái em nào đó mà xăm trổ mà đốt cái xe Honda đó quý vị, cái đó cũng bị phạt. Tại vì những cái hành vi đó lan truyền trên mạng xã hội là những cái hành vi tiêu cực, những cái hành vi là không tốt cho lớp trẻ, phải phạt. Rồi bây giờ thêm cái hành vi của Ngọc Trinh nữa, lái xe coi thường tính mạng như thế này, sử dụng xe giả nữa, thì chẳng khác nào, biết gì không quý vị, tiếp tay cho những cái tụi mà ăn trộm, ăn cướp đó, nó cướp những cái xe xịn, bắt đầu làm giấy vẽ bán. Có người sử dụng thì sẽ có người bán thôi, sẽ có người cướp giật để bán thôi. Cho nên hành vi này nên ngăn chặn lại, đúng không quý vị? Chứ không phải nói lên mạng muốn chia sẻ bất kỳ cái gì cũng vậy. Khi mà mình lên mạng và mình là người nổi tiếng thì mình phải phát ngôn những lời nào hay ý đẹp để cho lan tỏa đến cộng đồng, để cho có cuộc sống cải thiện cho những lớp trẻ tốt đẹp hơn. Chứ không phải là mình lên mình lan tỏa những cái tiêu cực, những cái ăn chơi xoa đỏ, đúng không quý vị? Và thậm chí rằng là Ngọc Trinh bị bắt như thế này, và tôi vô tôi xem những cái mà chia sẻ ở trên mạng, những cái comment ở bên dưới đó quý vị, thì tôi thấy có nhiều người nói là chẳng qua là Ngọc Trinh bị tam tai, bị xui thôi, chứ cái này rất là bình thường đó. Thì từ cái chỗ mà nhận xét như vậy, có phải là bây giờ cái lớp trẻ bây giờ là nó coi thường tính mạng không quý vị? Tức là nó đang ủng hộ cái việc làm của Ngọc Trinh. Thì cho nên là Ngọc Trinh là một người đang dẫn đầu để xúi dục tất cả các lớp trẻ ăn chơi coi thường tính mạng của mình, đúng không quý vị? Nó vô nó nói ai biểu ví dụ làm vậy cho vừa, làm vậy cho những cái lớp trẻ học theo như vậy là không đúng này không? Ở dưới comment để rằng là idol của tôi đó, ý nói là mô tô vậy là idol. Rồi ở dưới coi hiêm có nhiều cái bình luận để rằng là chẳng qua là Ngọc Trinh bị tam tai, bị xui mới bị công an bắt mà thôi, chứ là cái này chuyện nhỏ chứ không phải chuyện lớn. Má ơi, nó coi thường tính mạng tới cỡ đó đó quý vị. Lớp trẻ nó coi thường tính mạng cỡ đó đó,
thì biểu làm sao mà Ngọc Trinh làm vậy mà không được ủng hộ, vừa đăng lên nó ủng hộ quá trời luôn, thậm chí bị bắt phạt tù 3 tháng luôn mà lớp trẻ nó vẫn nói là bình thường. Cho nên cái câu chuyện của Ngọc Trinh mà bị phạt đưa những cái video clip lên đăng tải ở trên mạng như vậy đó quý vị, thì tôi nghĩ chỉ có các phụ huynh người ta mới phản đối thôi. Còn bây giờ lớp trẻ là nó đang coi Ngọc Trinh là thần tượng. Nó đang coi Ngọc Trinh là thần tượng, vừa biết chịu chơi, xài mô tô, rồi xài hàng hiệu giàu có đâu này kia. Cho nên ở đây nè, khi mà mình lên trên mạng, nhất là các diễn viên, các doanh nhân đâu này kia, những người trong showbiz đó quý vị, thì nên tém tém khép khép lại một tí xíu. Nếu như mình không có một cái nghề gì chính đáng, mình không có một cái nghề gì để có thu nhập rõ ràng, mà mình đưa lên tất cả những tài sản của mình lên mình khoe, thì đó từ đâu? Mà tài sản quá giàu so với lại cái độ tuổi của mình, rồi tài sản nó quá nhiều so với cái công việc chính thức của mình, nó là cái gì? Dễ bị ngó lắm, dễ bị đưa vô tầm nhắm lắm, không phải đơn giản đâu nha. Cho nên rằng bớt bớt lại, đừng có lên mà phe mẻ quá nhiều. Trong khi đó là ví dụ như là tập đoàn VinGroup anh Dưỡng nè, rồi tập đoàn của Vietjet của chị Thảo nè, rồi tập đoàn của Hoàng Anh Gia Lai nè, tôi ví dụ như vậy, thì người ta có công ăn việc làm rõ ràng thì người ta giàu là đúng. Còn bây giờ riêng một cái cá nhân nào đó mà tự nhiên mình không có một cái công việc nào làm ổn định và không có một cái nghề nào rõ ràng mà tự nhiên lên cái phe xe hiệu nè, rồi khoe lên nhà hiệu nè, dễ bị rờ gái lắm, dễ bị rờ lắm quý vị. Vì sao? Là vì người ta đang theo dõi coi là cái người diễn viên này, cái người mẫu này hoặc một cái hoa hậu này có rửa tiền cho một ai đó không, đó, có rửa tiền cho một ông lớn ông bự nào không, thì người ta sẽ vào xem coi là cái tiền đó nó từ đâu mà có, chứ không phải tự nhiên mà dễ dàng mà muốn khoe kiểu nào khoe, khó lắm, không phải đơn giản đâu. Cho nên rằng sau khi mà cái việc làm của Ngọc Trinh bị phạt như thế này, tôi nghĩ rằng là khám xét nhiều thứ lắm đó quý vị, và khám xét nhiều thứ lắm, và lúc đó là bắt đầu chuyển qua hỏi về cái vấn đề tài sản từ trước giờ đó quý vị, chứ không phải đơn giản đâu nha. Thu nhập từ đâu mà ra, cái căn nhà này làm thu nhập từ đâu mà ra, cái siêu xe này từ đâu mà ra, và làm cái gì với làm cái gì. Nếu như làm người mẫu nội y thì nó không thể nào có một cái thu nhập nhiều như vậy, đúng không quý vị? Thì nó sẽ ABC nào đó. Cho nên nếu như mình làm cái gì đó không rõ ràng, tốt nhất đừng quá phe mẻ. Hiện tại bây giờ là cái lớp trẻ nó cứ nghĩ đơn giản vậy, là nằm không tự nhiên có tiền hả? Hoặc con cái là có sắc đẹp tí xíu là đại gia tới nuôi, là cho xe hơi, cho hàng hiệu đồ này kia, nó mơ ước như vậy đó, nó nằm nơ ở trên trời mà nó không chịu làm. Đa số là như vậy. Cho nên là nếu như người trên công chúng á, là mình phải truyền tải những cái năng lượng đẹp cũng cần, nhưng cũng phần cần có năng lực và cũng cần có làm việc. Có chồng giàu có, nhưng chồng giàu có đi chăng nữa mà nếu chỉ biết ăn xài không, thằng chồng nó mốt nó cũng bỏ hà. Cho nên cái người vợ mà muốn lấy đại gia cũng phải giỏi quán xuyến về việc gia đình chẳng hạn, hoặc nuôi dạy con cái chẳng hạn, hoặc là làm một cái gì đó về kinh tế, chứ không phải là ngửa tay ra xin tiền. Anh ơi em muốn mua siêu xe này, anh ơi em muốn mua cái bóp hiệu kia, trời ơi nó cung phụng riết, nó chịu không nổi nó cũng bỏ hà quý vị. Cho nên đừng có nằm mơ khi mà nằm không để cho người khác nuôi mà chỉ biết hưởng thụ. Những người có cái đầu óc đó là đa số là chỉ đổi chát bằng này nè quý vị, đổi chát bằng cái này thôi chứ không có lo làm. Mà khi mà đổi chát bằng cái này thì cái giá trị nó rất là rẻ. Thậm chí là các bé bây giờ nó nghĩ ôi thì bây giờ thay vì cho không thằng bồ hoặc là cho không cái thằng chồng đi chăng nữa, bây giờ lấy ra đổi chát nó vẫn có giá hơn. Đa số nha đều là có cái suy nghĩ đó. Nhưng hãy nhớ rằng là con người ta phải có một mái ấm, con người ta phải có cái gia đình đó. Thì bây giờ nè, đem ra cái tuổi thanh xuân để đổi chát lấy đồng tiền được bao nhiêu năm, đúng không? Được bao nhiêu năm đó, thì sau khi mà lấy chồng đó quý vị, thì những cái em đó chỉ có cái đi nước ngoài thôi, tại vì người ta không có biết đi nước ngoài thôi. Thì những cái suy nghĩ đó nó rất là khổ, thì tại sao mình không chịu tập tành làm ăn đi, đúng không? Tự làm bằng sức lao động, thể nào mà tự nhiên nằm không mà nói hô bùng cái một bước lên hương mà nó giàu được. Chỉ có những người mà giàu sụ là những người đó là khi vừa đẻ ra nó là vạch đích rồi, cha mẹ người ta nó đã là giàu sẵn rồi, nó có một cái cơ ngơi cơ nghiệp sẵn rồi thì nó mới giàu. Còn nếu như làm bằng chính sức lao động của mình thì nó không thể nào mà giàu theo cái kiểu mà giàu sụ, mà ăn xài thoải mái, không bao giờ có đâu quý vị. Nó sẽ giàu, nhưng nó giàu theo cái mức trung bình mà thôi, chứ nó không thể nào mà xài siêu xe Rolls Royce hay là Lamborghini hay là mua du thuyền đồ này kia quý vị. Đa số mấy cái đó nha, tôi nói nha quý vị, đa số mấy cái đó dòm kỹ lại đi. Ví dụ tại sao các nghệ sĩ, các diễn viên đẹp thì nói thì hơi đụng chạm, chắc bị chửi cũng nhiều,
Khi mà tôi nói câu này chắc bị chửi cũng nhiều lắm. Tại vì đến độ tuổi 30-40 tuổi vẫn chưa lấy chồng là tại sao? Lấy chồng rồi thì làm sao rửa tiền được cho các ông bự, đúng không quý vị? Làm sao? Cho nên các bé đừng có nghĩ là tiền xài ngon thoải mái, mà các ông bự đó là đã được nhắm vô trong tầm nhắm rồi đó, mình cũng dính vô luôn, rồi có ngày đi theo mấy ổng luôn. Cứ làm bằng chính sức lao động của mình đi nha, có nhiêu xài nhiêu, nó không quá giàu. Cho nên tóm lại cái câu chuyện của em Ngọc Trinh thì cái việc làm này là không nên phát tán trên mạng xã hội, tại đó là dạy hư cho lớp trẻ, cần phạt rất là nặng quý vị. Phạt nặng đó là gì sao? Nó không phải là phạt nặng đó để cho những người mà cái tuổi trẻ bây giờ nó không coi thường tính mạng của mình quý vị. Khi mà nó phiêu lên á, dùng từ giống y hệt như bây giờ lớp trẻ bây giờ nó dùng cái từ là phiêu, đang phiêu gì đó, đó là nó sẽ chơi những cái đó và coi thường tính mạng đó quý vị. Vì ba mươi mấy tuổi thì cái độ tuổi này mà nếu như mình lấy chồng sinh con á là cũng có mấy đứa con rồi quý vị, chứ đâu còn nhỏ đâu, chơi cái trò giống y hệt vậy đúng không quý vị? Cho nên làm cái câu chuyện và những hành động của Ngọc Trinh không nên lan truyền ở trên mạng xã hội. Tôi rất là phản đối về cái vấn đề này nha quý vị, dù đó là ai, dù là con nít hay người lớn hay bất kỳ ai đi chăng nữa, những cái hành động này rất là nguy hiểm. Thậm chí là những người mà họ làm trong cái đoàn ship, mà khi mà tôi xem những đó tôi còn cảm thấy phản đối. Tức là những cái đó nó rất là nguy hiểm quý vị, nó rất là nguy hiểm đến tính mạng của mình. Cho nên những cái mà nghệ thuật mà ship mô tô đồ này kia đó quý vị, tôi nghĩ là nên thất truyền đi, đừng có sử dụng mấy cái đó, mà hãy chơi những cái nào, cái môn nào mà nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, mà nó mang cái tính mà vui đến cộng đồng thì mình hãy làm. Còn mấy cái môn mà nguy hiểm tốt nhất đừng có chơi quý vị ơi, nó rất là nguy hiểm. Thứ hai nữa, nó không có cái gì để mà học hỏi trong xã hội hết trơn đó. Rồi bây giờ là chuẩn bị tôi sẽ chia sẻ cái bài viết của anh Hài Lê Tính nha quý vị. Thì trước khi mà chia sẻ, có một cái bình luận này rất là vô duyên. Một cái bình luận này nó rất là vô duyên thúi luôn đó quý vị. Là cái bình luận này tôi mới vừa chia sẻ lên ngày 20 tháng 10. Và những cái món quà của khán giả yêu thương tặng tôi, và món quà của ông xã tôi tặng tôi nhân ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Thì vào comment như thế này đây quý vị, thì tôi biết được những người mà có cái bản tính như thế này, cái thứ nhất không bao giờ có hạnh phúc, cái thứ hai nữa là không bao giờ được ai yêu thương cả, và cái thứ ba nữa là luôn luôn thua người khác, cho nên mới có cái tính sân si mà xấu xí đến như vậy đó quý vị. Mới vừa đăng lên cái có cái bình luận vậy liền, bình luận để vậy đây quý vị. Tôi chụp những cái món quà của khán giả tặng cho tôi, mảng ghi như vậy nè: ôi chị Misa nhận được nhiều đồ cúng cô hồn quá, hai vợ chồng tha hồ mà ăn ngấu nghiến và thỏa thích, mong rằng sức khỏe của chị tốt để được thưởng thức đồ cúng cô hồn cả năm. Mất dạy không quý vị? Rất là mất dạy không? Ở lần này vô chửi lịch sự quá ha, vô kêu bằng chị đàng hoàng lịch sự lắm chứ không phải mày, nay biết lịch sự rồi. Nói chung là ganh tị với tôi, chửi tôi, nhưng mà cũng ảnh hưởng về cái cách nói chuyện của tôi, cho nên giờ lịch sự rồi quý vị. Kêu bằng chị không hết, kêu bằng mày rồi. Vô nói vậy đó, tha hồ mà ăn ngấu nghiến giật được cô hồn, mất dạy vậy mày hả? Trong khi đó là người ta rất là yêu quý tôi, người ta rất là yêu thương tôi, tặng tôi những cái món quà muốn cho tôi ăn khỏe. Nó vô nó ganh tị, nó chửi rằng là giật đồ cô hồn, hen, hai vợ chồng tha hồ ăn ngấu nghiến, mất dạy không? Đúng là mất dạy đó quý vị. Nói chung là những cái này nhiều lắm quý vị. Mỗi lần tôi vô tình, tại vì bình luận rất là nhiều, khi mà tôi vô tình tôi đọc được những bình luận này là tôi chặn nó liền quý vị, tôi chặn nó ngay lập tức. Chứ nếu như mà tôi á, mà cái tánh ngày xưa, tôi sẽ đi tìm hiểu cái nick này từ đâu mà ra, nick này từ ai tạo ra. Nhưng mà giờ tôi làm biến rồi quý vị, không thèm. Nói chung là cái dạng như cái loại mà sân si, cái loại mà ganh tị, mà cái loại mà mất dạy, mà cái loại mà không có ai dạy đó quý vị, thì nó thường là như thế này ha. Còn nói rằng đồ cúng đồ cu hồn, khốn kiếp mất dạy hả, tụi chó đẻ, không ưa thì người ta đừng có vô coi. Mà tôi không biết là tôi đụng chạm gì tới dòng họ nhà nó hay có làm gì nó không, mà sao nó vô nó dùng cái từ là kêu người ta là cu hồn ha. Ê nói nghe, ghét chị chửi chị thôi, còn khán giả người ta rất là yêu thương, những cái mà người ta trân quý, người ta tôn trọng, người ta yêu thương lắm người ta mới gửi, thì sao lại mạt sát thêm cái món quà của người ta vậy hả, đúng không? Hay là em thèm thì em nói đi, em muốn ăn gì em nói đi, chị mua chị cúng cho ha, muốn ăn cái gì chị mua chị cúng cho, cúng cho em cả năm cũng được, không sao hết. Đừng có vô kiểu này, tại vì cái đồ này không phải đồ cúng cô hồn, cái đồ này là dành cho những người sang trọng quý phái ăn nha.
trong đây là cái mức hạt sen này là dành cho vua chúa ở ngoài Huế và món ăn rất là sang trọng người ta mới biếu tặng chị nha em. Còn những cái món mà khô mực đồ này kia cũng là đồ rất là mắc tiền, dành cho những người có tiền ăn chứ không phải cô hồn ăn nha. Rồi hạt điều cũng dành cho những người quý sở tộc ăn chứ không phải cô hồn ăn. Cô hồn nó không ăn được này. Cô hồn biết, em biết nó ăn gì không? Cô hồn dạng giống y hệt như em là nó ăn vàng mã nè, nó ăn giấy tiền vàng bạc nè, nó ăn gạo muối nè, nó ăn cốc với lại ăn mía. Hả? Em muốn ăn bao nhiêu nói đi chị cúng. Muốn ăn mấy xe hay là muốn ăn mấy tấn, chị mua chị cúng cho em ăn cả năm luôn, để em khỏi cần phải nói. Còn cái dừa sáp này cũng dành cho những người quý sở tộc ăn. Một cái dừa sáp tới 250.000 một cái dừa sáp lận, cho nên dành cho mấy người quý sở tộc người ta ăn nha. Bớt cái kiểu sân si đó vô đi. Tao đốt nhang mày à, tao đốt nhang mày cho mày kêu cả năm mày không ăn ngủ được luôn. Vì nó nóng tao tọt tọt vô trong cái lưng mày, thấy bà nội mày cũng lìa. Mất dạy quá trời quá đất đi quý vị. Thôi bây giờ tôi trả lời 6 cái 7 bình luận này trước đi quý vị, rồi sau đó tôi mới chia sẻ câu chuyện của anh Lê Tính nha. Tại vì cái câu chuyện của anh Lê Tính viết về cái gia đình của Hồng Loan nó rất là dài, cho nên tôi sẽ chia sẻ những cái bình luận và tôi trả lời những cái bình luận này trước nha quý vị. Rồi, cái bình luận đầu tiên là nói về cái em bánh tét. Tại vì về cái phần mà 57 tôi có nói về em bánh tét xin lỗi đó quý vị, thì vị khán giả này vô nói như thế này: ui, cái mặt bánh tét nó dữ thật. Misa nói đúng, cả đời tôi chưa bao giờ mua trả góp. Sống là phải có lòng tự trọng, không bao giờ đi vay mượn. Là có 10 đồng, xài 3-4 đồng thôi. Tính cách của tôi cũng khá giống Mison. Tôi cũng có lòng bao dung, giúp đỡ các cháu nhưng có chừng mực. Không có iPhone xịn, bóp hàng hiệu cũng không có chết. Thật ra là khi mà tôi chia sẻ cái vấn đề mà xài hàng hiệu đó quý vị, và các cháu hay đua đòi là phải đập hộp, rồi mỗi lần mà iPhone mới ra là đều khoe là iPhone có đó quý vị, thì hầu như là chạy theo đó. Cho nên rằng là cái vấn đề giống y Ngọc Trinh vừa rồi đó quý vị, cũng hay khoe đập hộp đầu này kia. Cho nên rằng các giới trẻ nó bắt chước theo và nó muốn đua đòi giống y hệt như vậy quý vị. Thậm chí có những đứa bé nó đang đi học mà vẫn về đòi ba mẹ mua cho, là tại vì nó coi những cái trang mạng vậy đó, nó bắt chước quý vị. Còn cái vấn đề mà chị nói rằng là chưa bao giờ mua góp, sống phải có lòng tự trọng, thì cái này mua góp không phải là xấu. Ở đây em đang phân tích về cái vấn đề như thế này, tức là những người trong trường hợp có những người mà họ mua góp á, là khả năng của họ không đủ để trả tiền góp trong suốt thời gian 5 năm hoặc là 8 năm. Ví dụ như là mua góp một cái chiếc xe mà trong khi đó là cái thu nhập của mình không ổn định. Ví dụ như mình có một cái nghề nào đó ổn định hoặc mình kinh doanh cái gì đó ổn định, thì mình mua góp một cái chiếc xe thì mình đủ khả năng, ví dụ hàng tháng thu nhập của mình là 30-40 triệu, ví dụ như vậy, mà mình góp một cái chiếc xe mỗi tháng là 10 triệu hoặc 12 triệu, còn dư ra cái số tiền kia mình thu nhập con cái ăn uống đồ này kia, thì mình mua góp chiếc xe cũng được. Tại vì mình không có tiền mặt để mình mua, thì mình mua góp để mình làm của. Có những người người ta mua để người ta làm của thì được. Còn có những người kiểu như là họ không có cái nghề nghiệp ổn định và cái thu nhập của họ chỉ có 10 triệu một tháng thôi, ví dụ như vậy, mà dám đi mua một cái chiếc xe hơi để mà góp một tháng 8 triệu là gì anh? Đúng không quý vị? Tôi đang nói về cái vấn đề đó. Còn cái thứ hai nữa là có những trường hợp là người ta rất là giàu, có những công ty người ta có thu nhập, rồi có những doanh nghiệp người ta có thu nhập, mà tại sao mà người ta mua góp? Em nói thật là hiện tại bây giờ mua góp là mua góp mấy cái nhỏ nhỏ kìa, ví dụ như điện thoại iPhone. Cái đó mới là đi mua góp. Mua góp theo cái đó là đua đòi, tại vì iPhone nó không phải là của. Còn dù sao cái chiếc xe hơi, cái chiếc Honda nó cũng có thể làm của được. Cho nên là khi mà mua góp một cái chiếc xe hơi á, ví dụ như là hiện tại là tiệm vàng nè, rồi hiện tại là công ty nè, hiện tại những các doanh nghiệp đa số là 90% các hãng xe đều là mua góp cả. Trong khi đó em cũng mua góp nè chị. Trong khi đó là xe hơi nhà em cũng mua góp nè chị. Tất cả những xe hơi em đã mua, em đều có mua góp. Giống như chiếc xe màu vàng em đang đi á, là hồi lúc đó là em mua góp, góp với cái thời gian là 5 năm đó. Nhưng mà em mua mới có được 6 tháng, 7 tháng gì đó, thấy góp hoài mệt quá, tại vì em có tiền. Mình lấy cái đồng tiền của mình đi xây dòng vốn để mình làm đẻ ra. Thay vì ví dụ mình trả một cục là 1 tỷ rưỡi, thì mình không có trả, mình lấy cái 1 tỷ rưỡi đó để mình đi kinh doanh. Thì mình đi kinh doanh thì 1 tỷ rưỡi đó nó sẽ cho mình lợi nhuận một tháng là tới 70-80 triệu lận. Thì mắc mớ gì mình phải mua tiền mặt để làm gì? Mình lấy cái đó mình đi kinh doanh thì 1 tỷ rưỡi đó của mình nó vẫn còn y thinh, mà một tháng nó đẻ ra lợi nhuận cho mình tới 70-80 triệu, mà trong khi mình chỉ bỏ ra có 15-16 triệu để góp tiền xe mà thôi.
cái tiền 1 tỷ mấy của mình không bị mất, đúng không? Mà hàng tháng nó còn đẻ ra cho mình tới mấy chục triệu, mình góp tiền xe có 15-16 triệu thôi, mình vẫn còn dư tới 60-70 triệu mà vốn mình vẫn còn nguyên. Đó là cái cách thông minh của người kinh doanh, chứ không phải mua góp. Là đó là những người nghèo mà không có tiền, đó là dành cho những người mà người ta có đầu óc để kinh doanh đó. Thì ở lúc mà cái thời mà em mua mới góp được 5-6 tháng thôi, thì trong lúc đó là tiền để kinh doanh, nhưng mà có lúc đâu phải là tiền mình là kinh doanh cho ra hết đâu, nó vẫn còn tiền mặt rất là nhiều đó, mình ôm lại, mình chưa có cho kinh doanh ra nhiều rồi bắt đầu đi ôm hết để mà trả tiền luôn, là cái xe màu vàng mới góp có 6-7 tháng gì đó là trả hết rồi. Còn cái xe mua cho thằng nhóc con em á, nói chung từ trước tới giờ đến thời điểm này là em sử dụng đổi xe hơi, không phải đổi mà tại vì mình chài cũ rồi mình phải đổi nó đi, mình đổi xe mới đó quý vị. Thì đến thời điểm này nó là chiếc xe thứ 6 rồi quý vị. Chiếc xe hơi đầu tiên là Mission xài Kia Concord, thứ hai nữa là xe Mazda 323, và kế tiếp nữa là Gentra Daewoo, và kế tiếp nữa là Mitsubishi, và kế nữa là thằng Kia Morning, rồi kế tiếp nữa là cái xe của Mission đang xài là Ford, và xe của con nhóc là Mazda. Và đến thời điểm này Mission đã sử dụng qua 6 chiếc xe. Và hồi trước mấy xe cũ thì đâu có vụ mua góp quý vị, cầm tiền rồi mua cũ lại của người ta. Còn sau này mua mấy xe mới đều là mua góp, cho nên là góp không có xấu, tại vì mình lấy đồng tiền ra để mình đẻ đồng tiền, hiểu không? Còn những người mà ví dụ như xe hơi mà mua một lần mà tới mấy chục tỷ đi, ví dụ như cái xe Rolls Royce mấy chục tỷ thì em bảo đảm với chị là những cái doanh nghiệp đó người ta cũng mua góp chứ không phải mua tiền mặt, tại vì người ta để tiền mặt để người ta kinh doanh để đẻ ra tiền hen. Còn cái này chị nói đúng nè, không xài điện thoại xịn, không xài bóp xịn thì không có chết, thì cái này em công nhận với chị nè, đúng rồi, tại vì đối với em là em không có chạy theo đua đòi như vậy. Còn cái điện thoại của em hiện tại bây giờ trên tay em nó là iPhone 10 mà nó rất còn mới nha quý vị. Nhưng lý do tại sao mà em đổi iPhone khác là tại vì em xài cái dung lượng của nó không đủ, nó hết rồi, nó đầy rồi, cho nên bắt buộc em phải đổi cái điện thoại mới xịn hơn, vậy thôi, chứ không phải chạy theo đua đòi. Tại vì khi mà em xài cái điện thoại đó, nó thay thế cho cái laptop để cho công việc của em, cho cái dung lượng nó đủ để cho em xài, chứ không phải là xài chỉ biết là chụp hình rồi nhắn tin rồi gọi điện thoại vậy thôi. Chứ em thấy rất là nhiều người là iPhone xịn nào ra cũng có, nhưng mà tất cả những các chức năng của nó không biết xài, chỉ biết gọi điện thoại với lại chụp hình mà thôi. Cho nên cái đó rất là phung phí, nhưng mỗi người tính khác nhau, tính của họ thì người ta làm kệ người ta, tại người ta xài tiền ta. Nhưng đối với em thì em không có xài phung phí như vậy. Còn chị nói rằng cả đời của chị chưa bao giờ vay mượn tiền thì phải nói chị giỏi, em bái phục chị, chứ trong đời em có mượn tiền à, em có vay mượn, em vay ngân hàng, từ nào giờ chưa mượn người ngoài. Lý do tại sao không phải không mượn, mượn ai cho, mượn người ta đâu có cho. Hồi cái thời nghèo mà mình đi mượn người ta hồi xưa cũng có mượn đó, hồi cái lúc nghèo cũng có mượn đó, mà mượn không có ai cho hết, người ta dòm cái mặt của mình, người ta biết là mình mà mượn biết chừng nào trả, người ta sợ mình giật luôn á, người ta đâu có cho mượn đâu, là hồi cái lúc nghèo đó. Còn sau này mà giàu lên, khi mà làm ăn rồi, em có mượn, em có mượn ngân hàng để đầu tư thêm, mượn ngân hàng để mà mở rộng kinh doanh lớn hơn đó, thì có mượn chứ. Trong đời chị chưa bao giờ mượn hay là mua góp xe, thì em bái phục chị, phải nói là chị một người rất là giỏi. Chứ nếu như mà trong cuộc đời của mỗi người mà chưa từng mượn tiền thì ít lắm chị, em thấy hầu như ai cũng đã từng mượn tiền, và mua góp ngân hàng hoặc là vay ngân hàng hầu như ai cũng có. Cái vấn đề nếu như vay ngân hàng không có đó, không có vay ngân hàng thì em nghĩ là người đó không đủ cái điều kiện để ngân hàng cho vay mà thôi. Tại vì khi mà vay ngân hàng, nhất là tất cả những cái doanh nghiệp lớn, chị biết không, càng doanh nghiệp lớn thì càng vay ngân hàng đó. Thì ta vay ngân hàng để làm gì? Ví dụ như những doanh nghiệp lớn thì những cái mà đầu tư của họ, ví dụ như những cái dự án bất động sản nè đó, thì những cái dự án đó 1.000 tỷ, 2.000 tỷ vay ngân hàng không đó chị. Nói sao mà không vay ngân hàng, đúng không? Ngân hàng mở ra nhờ sống được là nhờ những doanh nghiệp đó đó, những cái doanh nghiệp đó đứng ra vay, ta vay để người ta trả cái lợi nhuận cho mình, lấy tiền đó trả tiền nhân viên và lấy lợi nhuận đó nuôi sống mình. Cho nên cuộc đời của chị chưa vay mượn, chưa mua góp, bái phục chị, rất là giỏi luôn. Còn nếu như mà nói về mà xài đồ xịn thì này em công nhận, nhưng mà vấn đề mà chị nói chưa mượn tiền, chưa vay mượn ai hết, chị số 1. Chứ em vay mượn tiền ngày xưa có mà không ai cho, rồi xong, sau này mượn ngân hàng là tại vì mình có đất đai mình thế chấp cho họ, mình vay ngân hàng để mà mình đầu tư. Chị biết không, vay ngân hàng nó cũng có rất là nhiều loại khách hàng. Có những người khách hàng họ mắc nợ, họ vay ngân hàng để họ trả nợ, nhưng có những khách hàng họ vay ngân hàng để họ đầu tư kinh doanh. Cho nên ví dụ đối với em nha, đối với người khác thì không biết, nhưng đối với em, ví dụ như em vay ngân hàng 10 tỷ đó, thì em lấy cái 10 tỷ đó em sẽ góp trong vòng 10 năm em trả góp cho ngân hàng, thì trong vòng 10 năm đó đó là cái số tiền 10 tỷ đó hàng tháng nó sẽ đẻ lãi ra, ví dụ như hàng tháng nó đẻ lãi ra là 200-300 triệu, thì em sẽ lấy cái số tiền đó
em đóng tiền lãi với lại tiền gốc cho ngân hàng xuống trong vòng 10 năm. Thì trong vòng 10 năm em lấy tiền của ngân hàng em đem đi đầu tư, thì tới 10 năm sau em dư ra được 10 tỷ mà em không bỏ vốn ra một đồng nào cả. Đó, đó là cái cách làm ăn của em từ xưa cho đến bây giờ. Từ cái chỗ mà em trắng tay mà bây giờ em có tài sản như vậy. Nhưng cái làm ăn là mình làm cái gì thì em không tiện kể ở đây được. Tại cái vấn đề mà khi mà mình làm ăn thì không thể nào mà đi chỉ cái cách làm ăn của mình được. Sự khôn khéo của mọi người khác nhau. Nhưng em nói đại khái giống y như là vay ngân hàng không có nghĩa là những người đó là những người mắc nợ. Và những người vay ngân hàng là những người xấu. Nó có trường hợp rất là nhiều khách hàng có những người mắc nợ để vay ngân hàng trả nợ khác. Còn có những người mà họ cần cái số tiền đó để mà họ đầu tư. Đó thì họ vay ngân hàng trong vòng bao nhiêu năm đó thì cái số tiền đó đó mình đem đi kinh doanh thì hàng tháng mình có lợi nhuận. Thì cái lợi nhuận, cái tiền lời đó mình lấy mình đóng cho ngân hàng xong tới 10 năm sau là mình sẽ được 10 tỷ cái số tiền đó. Còn nếu ai vay lớn hơn, nói chung là nó có nhiều cái vấn đề để kinh doanh để làm ăn, chỉ ngoại trừ ra những người làm biếng thì họ mới nghèo mà thôi. Hiện tại bây giờ mà nếu như mà làm giàu thì nó rất khó. Nhưng mà nếu để làm mà kiếm có miếng ăn thì nó dễ lắm quý vị. Làm mà để có được miếng ăn, để có quần áo đẹp để mặc thì tôi nghĩ chuyện đó rất là đơn giản. Chỉ có làm giàu mới khó thôi. Và hiện tại bây giờ là con người ta sống để làm giàu chứ không phải sống để kiếm miếng ăn nữa. Rồi, qua bình luận tiếp theo nữa nha quý vị. Rồi, bình luận này để đơn giản như thế này. Chúc chị thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công trong sự nghiệp nhé. Thì nếu như mà cái câu này cách đây 10 năm trước thì tôi sẽ rất là hoan nghênh, tôi rất là thích quý vị. Tôi rất là thích, tại vì ai mà chúc tôi thành công tôi mê lắm quý vị. Tôi rất là thích, tại vì nếu như mà trước khi mà tôi chưa có bệnh đó quý vị, thì cái dự tính của tôi, cái tương lai của tôi sau này tôi vạch ra nó rất là nhiều kế hoạch quý vị. Và những kế hoạch nào tôi đưa ra tôi đều phải cố gắng đạt cho bằng được. Và từ xưa tới bây giờ những cái mục đích của tôi, những cái mục tiêu của tôi đưa ra chưa có cái nào mà tôi không đạt được hết quý vị. Nhưng sau khi mà tôi bệnh rồi đó quý vị, thì tôi chỉ cần lời chúc cho tôi sức khỏe mà thôi. Tại vì khi mà tôi bệnh tôi nằm xuống rồi tôi mới biết được rằng là giờ có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không thể nào mua được cái bệnh của mình. Cho nên khi mà đến một cái độ tuổi trung niên mà mắc một cái căn bệnh hiểm nghèo rồi thì mới biết được. Giống y như anh Vũ Linh thì anh có tài sản rất là nhiều, mà bây giờ khi mà ảnh bệnh xuống rồi, ảnh ước gì là chữa được căn bệnh ảnh để cho ảnh đi hát, mà thật ra đâu có chữa được, dù bao nhiêu tiền cũng không chữa được. Cho nên đối với tôi hiện tại bây giờ là tôi cần có sức khỏe và có cuộc sống bình an bên gia đình. Còn cái việc mà thành công thôi nhường lại cho người khác, tại vì tuổi của tôi bây giờ hiện tại không có cài nữa. Nó không còn sức để cài mà nó chỉ còn sức để mà dưỡng bệnh. Sống được là mừng lắm rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cái vị khán giả vì có cái câu chúc này nha quý vị. Rồi, bình luận tiếp theo. Thương Mi Sơn quá, chị thường xuyên coi kênh của em rất nhiều. Em ăn nói rành mạch rõ ràng, thu hút người nghe. Em vừa đẹp, đẹp tính, vừa đẹp nết, tài đức dạng toàn, kiếm đâu ra được người như em. Chị chúc em vui vẻ, mau lành bệnh, mãi mãi xinh đẹp như thế này nhé. Thì thật ra nè, chị thương em thì chị khen em vậy thôi. Chứ em không phải là lúc sinh ra em đã được toàn diện, em đã được xinh đẹp và ăn nói khôn khéo giống như vậy đâu. Hồi lúc em mới lớn lên em cũng ăn nói rất là vụng về, cũng không đẹp. Mà nó cũng không phải đẹp nết giống y hệt như vậy. Tại vì khi mới lớn lên thì dĩ nhiên rằng là mình đâu có biết đời nó như thế nào. Nhưng sau khi mình trải nghiệm ở ngoài cuộc sống mình mới rút ra kinh nghiệm. Cái nào tốt mình học, cái nào xấu mình không học, mình bỏ ra. Thì qua trong một cái thời gian 40 mấy năm em mới rèn luyện được con người như em như thế này. Chứ không phải lúc sinh ra em được vậy đâu. Rồi bình luận tiếp theo nữa nha quý vị. Hay quá chị rượu Mi Sơn. Không còn bút nào để diễn đạt về chế. Chế có tấm gương cho lớp trẻ noi theo quá đỉnh. Chàng ơi giờ thành chị rượu luôn rồi hả? Cảm ơn em rượu nha. Thật ra là như thế này. Chị ngày xưa chị cũng là một người công nhân rất là bình thường. Thì không có gì gọi ra cho người ta làm tấm gương cả. Và hồi xưa chị cũng là một người vợ bình thường, chỉ ở nhà biết nuôi con để cho chồng nuôi, cũng rất là bình thường. Và đến ngày hôm nay để mà ngồi đây trước mặt tất cả mọi người, để tôi ngồi chia sẻ về cuộc đời của tôi. Và tại sao ngày hôm nay tôi được mọi người yêu mến là tại vì qua một cái quá trình mấy chục năm tôi lăn lộn ngoài xã hội. Xã hội đã tạo lên một Mi Sơn ngày hôm nay. Chứ không phải là chị tự nhiên mà đẻ ra mà chị giỏi giống y hệt như vậy. Nhưng có một cái là như thế này. Em nói rằng chị là tấm gương cho lớp trẻ noi theo. Thật ra là chị rất là cảm ơn em. Tại vì những cái chia sẻ nào của chị thì cảm thấy hợp lý. Không phải lớp trẻ nào cũng nghe. Nhưng chị cũng rất hy vọng rằng cái video clip của chị được tất cả các lớp trẻ nghe để học hỏi. Học hỏi gì? Học hỏi để tạo ra cho mình có một cái cuộc sống gia đình hạnh phúc. Học hỏi để cho mình có sự mạnh mẽ. Và học hỏi để cho mình tự biết đứng lên bằng đôi chân.
và học hỏi để cho biết làm sao sống để hiếu thảo với lại cha mẹ, thì chị cảm ơn em vì lời khen này nha. Rồi bình luận tiếp theo quý vị, chị nói đúng, em bệnh giống chị, họ chạy mất dép, trong khi đó kinh tế làm ăn em tự lo hết, chúc chị luôn khỏe nè. Thấy chị bệnh hoài em cũng lo, em bị 5 năm rồi mà sức khỏe của em ổn, mừng chị ạ, cố gắng khỏe để nuôi con. Thật ra cái bệnh lupus ban đỏ đó quý vị, thì không phải ai bệnh lupus ban đỏ cũng nặng. Tại vì cái bệnh lupus ban đỏ có người bệnh hệ thống, còn có người bệnh lupus ban đỏ thận, rồi có người bệnh lupus ban đỏ tự miễn. Cho nên rằng nếu như mà ai mà dính bên cái lupus ban đỏ tự miễn đó quý vị, thì nó sẽ rất là nhẹ, có thể sanh con được luôn. Đó, mà nó không phải điều trị uống thuốc dài dài giống y hệt như Mison, mà lâu lâu mới đi bệnh viện để khám về sức khỏe. Vậy thôi, khi nào mà nó phát nặng thì uống thuốc xong là ngưng. Đó là lupus ban đỏ bên tự miễn. Còn Mison là lupus ban đỏ hệ thống. Thì hệ thống là sao? Nó dễ di căn qua tất cả những các nội tạng, gan, tim, phèo, phổi. Nhưng đầu tiên nó sẽ di căn qua bên thận trước. Cho nên rằng là cái bệnh lupus ban đỏ hoặc là bệnh nan y, em này là bị bệnh lupus ban đỏ giống Mison 5 năm nhưng mà sức khỏe rất là tốt, nhưng mới vừa mắc bệnh thôi, chồng chạy mất dép rồi. Đó, thì tại vì Mison chia sẻ đó quý vị, không phải người chồng nào cũng yêu thương vợ, và không phải cái người đàn ông nào cũng yêu thương mình thật lòng. Khi mà mình bệnh mình mới biết người đó yêu thương mình thật lòng hay không. Tại vì có những người khi mình bệnh thì người đàn ông đó yêu thương mình nhiều hơn, sợ mình mất, tìm mọi cách để chăm sóc để cho mình khỏe. Còn có những người đàn ông vừa nghe nói bệnh sợ gánh nặng chạy mẹ nó rồi, chạy mất dép rồi. Thì trong đây em không may mắn là bị một cái người chồng như vậy chạy mất dép, mà trong khi em tự lo kinh tế cho gia đình và em không có bệnh nặng, sức khỏe em vẫn ổn định, mà còn bị chồng bỏ. Thì cái vấn đề này nè, không phải chồng bỏ em vì cái bệnh đâu, mà là dù em không bệnh nó cũng bỏ em. Tại vì trong thâm tâm của nó không yêu thương em thật lòng. Trong thâm tâm của nó là nó có một cái người đàn bà khác, hoặc là nó đang chân hai chân ba gì với người khác nữa. Thì trong sự lựa chọn đó, nó chọn cái người phụ nữ đó, nó không chọn em nó bỏ. Dù em không có bệnh nan y nó vẫn bỏ em mà thôi. Cho nên rằng không phải người phụ nữ nào đẹp, không phải người phụ nữ nào biết làm ra kinh tế mà chồng yêu thương đâu. Đúng không quý vị? Cho nên trong trường hợp mỗi gia đình mỗi cảnh, và khi mà mình sống với chồng, mình biết tính tình của người đó ra sao, nó trải qua nhiều quá trình để mà xây dựng để cho gia đình hạnh phúc, mà không phải mình tài giỏi, mà người chồng đó biết yêu thương mình, cộng thêm cái người đó phải vì mình, phải yêu mình vì mình nữa. Nhưng mà mình phải làm sao để cho người đó vì mình mà thay đổi, đúng không quý vị? Mình phải làm sao cho cái người đàn ông đó vì mình mà lo chăm sóc cho mình, yêu thương mình, đâu phải tự nguyện đâu quý vị, phải không? Thêm câu này vui lắm quý vị. Để như thế này, tôi thấy Mison mặc dù ngực Mison có lép hơi xấu đi, nhưng Mison vẫn đẹp, và đẹp nhất là cái tâm và tài giỏi của Mison thì vẫn là đẹp nhất. Tôi rất thích tính cách của Mison. Thật ra như thế này, nói thì nói như vậy thôi, nhưng người phụ nữ ai người ta cũng muốn rằng ta đầy đặn ba vòng, mông chà bá lửa, eo thì nhỏ xíu, ngực thì một đống vậy, thì nó mới hấp dẫn. Tại vì người đàn ông trước khi người ta yêu người phụ nữ là người ta yêu bằng mắt trước cái đã. Ví dụ như trước tiên muốn cua nhỏ đó đi, thì nó cũng phải có cái gì đẹp hấp dẫn chứ, xẹp lép, xấu quơ, xấu quắc thì ai để ý. Cái tính cách là tìm hiểu sau. Còn cái vấn đề đầu tiên là nó phải đẹp đi cái đã. Còn bây giờ ngực lép tí xíu cũng không có xấu đi, đó thì tại yêu thương nói như vậy thôi. Chứ dù sao thì nó đẹp hoàn hảo, hoàn chỉnh hơn thì vẫn thích, đúng không ạ? Nhưng đó là trước đây. Vì tại sao? Trước đó là tại vì Mison làm là tại vì ông xã có bồ nhí. Thời cái thời điểm đó đó, hồi lúc mà Mison 24, 25 tuổi ông xã có bồ nhí. Đó, cái bắt đầu cái mình nghĩ rằng à, chắc mình xấu, chắc mình không có hấp dẫn bằng những người phụ nữ đó, cho nên chồng mình chê. Mình tự biết rằng trong cơ thể mình là ngay chỗ nào nó không đẹp. Đó, thì trong cơ thể mình chỉ có cái này là nó hơi không đẹp thôi, bắt đầu đi sửa. Nhưng hồi cái lúc mà mình sửa, dù có hấp dẫn, có đẹp, chồng yêu đó cũng có, chồng thích nó cũng có, nhưng mà nó hồi gây lộn vẫn gây, ly dị vẫn ly dị. Cho nên lúc thời điểm này dù ngực không có nhưng chồng vẫn yêu thương, là vì sao? Tại vì nó đã trải qua hết rồi, nó không còn cái ham muốn về mặt sắc đẹp hấp dẫn nữa. Chồng yêu thương thì yêu thương mình, còn nếu yêu thương về sắc đẹp mà chê mình là không hấp dẫn, không đẹp, bỏ mình, cho đi mẹ đi, mời đi luôn, mình không cần cái loại đàn ông như vậy. Và đến thời điểm này thì chồng mình cũng vậy. Hồi đó ông cũng mê phụ nữ hấp dẫn, ông cũng mê phụ nữ có nhan sắc đồ này kia, nhưng con cái là những nhan sắc đó, những hấp dẫn đó, nó không làm cho ông được thoải mái gì đầu óc, và cũng không cùng gánh nặng sẻ chia những cái trong cuộc sống này mà vợ ổng là người làm được. Cho nên khi đến thời điểm này thì chồng mình cũng cần một người phụ nữ hiểu biết, cam chịu và ở bên cạnh đồng cam cộng khổ với mình, chứ không cần người phụ nữ đẩy đà mà nó chỉ biết ăn xài.
thì chồng mình cũng có suy nghĩ đó, và mình cũng có suy nghĩ là không cần làm đẹp nữa. Cho nên cả hai suy nghĩ nó đều đồng điệu với nhau thì nó sẽ sống hạnh phúc, đó mới gọi là vợ chồng đó. Còn nếu như mà cái người đàn ông đến lứa tuổi 50-60 tuổi, 70-80 tuổi vẫn ham mê cái sắc đẹp của lạ, thì tôi tin chắc rằng là cái người đàn ông nó không bao giờ chung thủy và cũng không bao giờ yêu vợ, chỉ yêu cái đẹp và chỉ yêu ở trên giường mà thôi, chứ tình nghĩa vợ chồng nó không phải là như vậy. Rồi câu hỏi tiếp theo nha quý vị. Chị ơi, công việc cho vay nặng lãi có gọi là việc làm ăn không? Em có mấy người quen làm việc này mà lại tin dị đoan một cách kỳ lạ. Ai bệnh mà lại nhà họ cũng kỳ, họ hàng lại nhà, cãi giả lớn tiếng họ cũng kỳ, có việc gì cũng hay đi xem bói, còn rất nhiều vân vân. Họ nói nhà họ là nhà làm ăn, cũng chưa hiểu về việc này có gọi là làm ăn không chị. Thì ở đây cho vay nặng lãi hay làm bất kỳ công việc gì thì đó cũng là công việc em. Tại vì á là cho vay nặng lãi, cho vay á, em dùng từ cho vay thôi, chứ là cho vay nặng lãi sao mà nói cái từ cho vay nặng lãi vậy. Ngân hàng cũng là cho vay, ở ngoài cũng là cho vay, nhưng ở ngoài lãi suất cao hơn. Vì lý do tại sao? Là tại vì ngân hàng á, khi họ cho vay là họ có thẩm định và họ có cầm thế chấp nhà cửa của mình, thì lãi suất của họ họ lấy rẻ hơn và được sự cam kết của nhà nước là họ có quyền lấy nhà đất của mình sau khi nếu như mà mình không trả nợ cho họ. Còn ở ngoài mà cho vay bình thường là tại vì không có thế chấp, không có thế chấp với lại cho vay ngắn hạn. Ví dụ như ngân hàng á, là vay là từ 2 năm trở lên, 3 năm trở lên đó. Còn vay ở ngoài ngắn hạn 1 tháng, 2 tháng thì dĩ nhiên lãi suất sẽ cao hơn. Nên thỏa thuận giữa khách hàng với lại cái người cho vay, tức là anh đồng ý thì tôi cho vay. Cho nên rằng là cái vấn đề cho vay nặng lãi thì cái đó cũng là công việc. Còn cái việc mà họ tin dị đoan một cách kỳ lạ, bệnh tới nhà họ cũng kỵ, mà tới nhà cả giả lớn tiếng họ cũng kỵ, thì cái này chị bó tay rồi. Tại vì chị không có tin dị đoan. Thật sự mà nói vậy, chị tin tức là chị tin trong lòng chị, nhà chị có thờ Phật, cho cái lòng chị nó an tâm vậy thôi. Chứ không phải là tin dị đoan, tức là trong lòng của mình luôn luôn lúc nào cũng tôn trọng Phật, lúc nào trong lòng. Tại vì những người mà họ để trong lòng họ có Phật thì tâm của họ nó sẽ hiền hơn. Đó, chị nghĩ đơn giản vậy thôi. Còn cái vấn đề mà tin dị đoan hay không, rồi cho vay nặng lãi tin dị đoan, thì cái này chị không biết. Mà hở cái gì cái họ đi xem bói là tùy tùy theo người đó em. Có người họ nghiện đi xem bói luôn. Còn chị từ nào tới giờ không có xem bói rồi. Chị không bao giờ tin thầy bói, không bao giờ tin thầy bói. Có nhiều người nó ngộ lắm, là đi ra ở thầy ơi coi giùm con coi là số con có giàu không, rồi thầy ơi coi giùm con coi số con có lấy được chồng đại gia không, rồi coi giùm con coi là năm nay hoặc là chừng nào năm nào con mới giàu. Khổ ghê, khổ ghê luôn. Rồi coi là đi lấy chồng cũng vậy, coi coi là cái người đàn ông này có hợp với con không, xong đầu nó không hợp vậy chia tay. Nó ngộ vậy, rồi nó lấy chung, lấy cái người này về ở hỏng nát chiếc chiếu một cái, bắt sang tiệc mạng gì đó, một trong hai người khổ dễ sợ không đó quý vị. Thật sự ra mà nói rằng chị không có tin tưởng vậy đâu, mà cũng không bao giờ coi bói, rất là ghét. Tại vì coi bói nó dối, nó dốc, chứ không phải sự thật. Cuộc đời của mình tự mình nắm lấy, chứ không ông thầy bói, bà thầy bói nào biết được hết trơn. Ủa nằm không, chờ sung lụng hả? Không đi làm mà giàu được sao? Đúng không quý vị? Chồng mà nó có bồ nhí hay đồ này kia cũng đi kem bói chi vậy? Kỳ cục. Cho nên cái người này em hỏi chị không biết đường trả lời. Cái gì chị cũng trả lời được, nhưng mà đặc biệt về cái vấn đề em hỏi là tin dị đoan với thầy bói là chị bó tay rồi. Tại vì trong cái lĩnh vực này chị không có biết, chị mù tịch luôn, không trả lời em được câu này nha. Rồi bình luận tiếp theo quý vị. Chị Mission ơi, không biết từ khi nào mà em trông ngóng chị từng giờ từng phút, và em chỉ biết chị khi theo dõi chuyện nhà của chú Vũ Linh, cho tới giờ em nghiện chị từ lúc nào không hay. Em là người mua bán nhỏ, cũng không có thời gian rảnh nhiều vì chuẩn bị nhiên liệu mua bán rồi phải đưa đón hai bé đi học. Tất nhiên ông xã em vẫn phụ, nhưng chồng em làm tài xế nên phụ được lúc nào thì phụ. Em thì tính tình hay kỹ tính nên em cũng có phần khó chịu, kể cả bản thân em khi chưa chỉnh chu cũng không cho phép mình được nghỉ ngơi. Vì vậy em rất mê chị mỗi khi chị lên clip, vì là em để dành khi nào em rảnh em mới ngồi xem chị phân tích, cũng như kinh nghiệm sống của chị cho trọn vẹn hết clip. Phần là vì em muốn nghe trọn chị phân tích, cũng là vì tôn trọng người chị mà em yêu thương ngưỡng mộ, không muốn nghe gián đoạn. Mặc dù biết mình vẫn tất bật xem lúc nào tùy thời điểm, nhưng em vẫn thích nghe phân tích một lần, cũng là cái ngưỡng mộ và sở thích của em dành riêng cho chị, mãi yêu mến chị. Thì chị rất là cảm ơn em, tại vì rất là tất bật làm trong cái công việc làm, nhưng mà khi mà xem clip của Mission thì em không muốn ngắt đoạn. Biết rằng là clip của Mission là lâu lâu 2-3 ngày mới ra một lần. Ví dụ như mình rảnh mình coi một nửa, rồi xong khi nào mình rảnh mình coi nữa, em không có chịu. Em nói là phải coi nguyên một clip để hiểu được cái chia sẻ của chị Mission trọn trong cái clip đó. Thật ra là trong cái clip của Mission chia sẻ, nó từng khúc một. Ví dụ có câu chuyện Mission chia sẻ xong, rồi trả lời bình luận, rồi kết tiếp câu chuyện. Cho nên vẫn có thể chia ra từng khúc coi được. Ví dụ như mà khán giả nào có bận á,
Thì ví dụ như cái clip của Mission 1 tiếng rưỡi đi, thì mình coi 30 phút rồi xong mình để dành đó, mình nhớ coi mình coi tới cái phút nào, bắt đầu cái khi nào mình rảnh thì mình vô coi tiếp nữa. Rồi xong rồi bắt đầu mình chia ra mình coi thì vẫn được. Tại vì trong cái clip của Mission chia sẻ rất là nhiều câu chuyện chứ không phải là chỉ một câu chuyện nha. Còn em thì em nói rằng là không biết nghiện chị lúc nào không hay thì thương em quá, cảm ơn em rất là nhiều. Có rất là nhiều vị khán giả còn trẻ nói trời ơi tôi yêu bà quá, tôi là con trai là tôi lên tôi cua bà liền, mắc cười dễ thương lắm quý vị. Rồi bình luận tiếp theo: quá đồng ý với Mission chia sẻ về cách sống, liệu cơm gắp mắm ở đời, ai coi vật chất là điều trên hết thì rất khó nghe những điều kinh nghiệm của bản thân Mission chia sẻ. Cảm ơn em rất nhiều. Cái vị khán giả này nói rằng là những cái chia sẻ cách sống của Mission không phải ai cũng hiểu được. Tại vì những người mà họ coi trọng vật chất á, thì họ sẽ không thích nghe cái video clip của Mission. Là tại vì Mission nói rằng là khi mà mình chia sẻ không phải là mình xài hàng hiệu, mà là mình phải liệu cơm gắp mắm. Ví dụ như là mình 10 triệu mình xài theo mức lương 10 triệu, 20 xài theo mức lương 20. Thì đó là những người mà nếu như họ có cái tính mà liệu cơm gắp mắm, mà biết cân đo đong đếm, thì họ cảm thấy những chia sẻ của Mission rất là quý báu để cho họ rút ra kinh nghiệm. Còn những người mà sống đua đòi á, là không làm mà muốn có ăn, thì những cái phân tích của Mission nó rất là khó lọt vô trong lỗ tai của họ. Nhưng cũng có những người mà không làm muốn có ăn từ trước tới bây giờ, chỉ biết ăn chơi không á, biết ngửa tay ra xài tiền của người khác không. Nhưng cũng có một số đó họ đã suy nghĩ lại và họ cảm thấy thấm, và họ cảm thấy những phân tích của Mission rất hay và họ thay đổi mình. Cũng có đó quý vị, có chứ phải không? Rồi bây giờ là bắt đầu là tôi đi thẳng vào cái câu chuyện của anh Lê Tính nha quý vị. Ảnh viết về như thế này, tại vì tôi thấy cái bài viết của anh rất là hay cho nên tôi muốn chia sẻ lại đến cho tất cả mọi người. Thì tại vì anh Lê Tính này có viết rất là nhiều bài, nhưng có những bài thì tôi cảm thấy không hay thì tôi không chia sẻ, nhưng bài này tôi cảm thấy hay cho nên tôi chia sẻ. Cái câu chuyện của ảnh viết cái xì ta tết như thế này đây quý vị: sóng gió gia tộc lặng. Tiêu đề là như vậy đó quý vị. Người chọn chữ lặng để sống thường là những người không thích đôi co tranh luận, thích nhường nhịn. Họ có sức chịu đựng bền bỉ, và khi họ chọn chữ lặng để sống, họ phải chấp nhận thiệt thòi dù đúng hay dù sai. Cuộc đời của Hồng Loan nhiều chữ lặng, 37 năm hiện diện trên cuộc đời này, bao nhiêu lần em phải chịu thiệt thòi, bao nhiêu oan ức, bao nhiêu nỗi niềm riêng. Vì thương ba, em đã giấu kín, giữ lấy cho riêng mình, và sau chữ lặng sẽ là những giọt nước mắt. Em khóc vì những vất vả của ba, em khóc vì chính cuộc đời mình, cuộc đời ba phải rài đây mai đó. Ngũ đình, ngũ vợ, tuổi thơ lẫy lừng, sự nghiệp thành công. Tức là ảnh viết qua cái vấn đề của anh Vũ Linh. Tại vì họ cái thời mà cải lương đó quý vị, thì hay đi hát đình, hát miễu đồ này kia, ngũ chợ, ngũ đình, uống nước xong, thì chuyện đó rất là bình thường quý vị. Đó là trải qua cái lúc mà thời trẻ của cải lương đó quý vị. Nhưng đời ba có bao lần hạnh phúc, tuổi thơ em là những tháng ngày côi cút, thèm một lần được gọi tiếng mẹ ơi. Mẹ nơi nào, mẹ không tuổi, không tên khóc thân em. Mẹ không tuổi, không tên khóc thân em. Có cha mà không có mẹ, tuổi 37 là một người mẹ của 5 đứa con. Họ rêu rao cười nhạo em hư thân mất nết, nhưng làm sao họ hiểu được. Vì không có mẹ nên em muốn được làm mẹ, được trải nghiệm thế nào là tình mẫu tử. Chính vì không có mẹ nên em đã dành hết tình mẹ cho các con, tận tay chăm sóc, nuôi nấng các con khôn lớn, trưởng thành bằng trách nhiệm, bằng sự tảo tần, chứ không có ỷ lại, không sống bám vào công sức lao động của cha em. Đôi vai của ba em đã quằn nặng vì lo cho các em, các cháu khác họ. Và vì thương ba, em không đành lòng để ba thêm một lần quằn nặng vì em. Cuộc đời Hồng Loan đã trải qua biết bao nhiêu lần chữ lặng, nhưng có lẽ cái lặng đáng khen nhất là cái lặng đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh nhất. Chính là cái lặng khi nhận được tất cả giấy tờ quan trọng do chính ba em trao lại. Và cũng là cái lặng đó, nó đã làm thay đổi cuộc đời em, thay đổi những âm mưu đã được dự tính từ trước. Cái lặng đó đã làm cho đám kia bất ngờ không kịp trở tay, và cho đến thời điểm này họ đã đang nhận lấy cái nghiệp do những người họ đã gây ra cho người khác. Cái lặng khi được ba trao tận tay sổ đỏ, hộ khẩu và các giấy tờ cần thiết cho việc sang tên chủ quyền sau này, và khi hoàn tất mọi việc, em vẫn lặng để lật ngược tình thế, khiến tập đoàn chiếm hữu ngỡ ngàng trở tay không kịp. Cái này nói rất là hay luôn đó quý vị, cho nên tôi cũng đã từng phân tích rất là nhiều lần. Lặng rất là khôn, sự im lặng đó là trong sự thông minh và khôn khéo. Còn cái mà bon bon bô bô á, cái đó không phải khôn mà cái đó là ngu. Cho nên trong cái sự việc khi mà tôi phân tích giữa Hồng Loan với là Hồng Phượng đó quý vị, thì ai cho rằng Hồng Loan ngu?
mà ai cho rằng Hồng Phượng thông minh. Nhưng đối với tôi đánh giá rằng Hồng Loan rất thông minh. Còn Hồng Phượng là một người ngu. Hồng Phượng là một người không hiểu biết, tức là ngu nhưng muốn chứng tỏ mình là người thông minh. Mình không hiểu biết, mình không khôn, nhưng mình muốn chứng tỏ mình là người khôn. Nhưng thật ra người khôn là Hồng Loan, chứ không phải Hồng Phượng. Cho nên trong cái bài này của anh Lê Tín, tôi rất là đồng tình, cho nên tôi chia sẻ đó quý vị. Đọc tiếp theo coi ghi gì nữa. Lặng để lật ngược tình thế, khiến tập đoàn chiếm hữu ngỡ ngàng, trở tay không kịp, không kịp tẩu tán số tiền và vàng. Còn những thứ đó ở đâu mà có, ai mà biết. Thật ra trong việc quản lý tiền cúng điếu, nếu muốn Hồng Loan vẫn có quyền tham dự với tư cách là con hợp pháp của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Vì hai bên có tả hữu đại thần Bình Tinh và Vũ Lưng, sau lưng có nhiếp chính là Má Tư. Với tư cách là một người tri kỷ của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Má Tư dư sức làm điều đó. Nhưng đối với Hồng Loan, cái em cần không phải là tiền, mà là những kỷ niệm của ba em, được gây dựng bằng mồ hôi và nước mắt, bằng tim, óc, bằng tài năng và trí tuệ của nghệ sĩ Vũ Linh, sống chết chung thủy một chữ G. Trong tay em hiện giờ đang cất giữ những thứ đó. Thái độ thờ ơ trong việc chi thu trong đám tang, để nữ ma đầu và nữ ma mẹ không đề phòng, thuận tiện hơn trong việc sang tên chủ quyền sau đám tang, sau việc thu gom toàn bộ tiền cúng điếu bằng việc kiếm tiền trên xác của nghệ sĩ. Thừa thắng xông lên, nữ ma đầu tiếp tục kiếm tiền bằng hình ảnh của cố nghệ sĩ qua việc ký hợp đồng của BH, sau đó thực hiện kế hoạch quyên góp xây mộ cho cố nghệ sĩ quy mô mở rộng từ trong nước đến hải ngoại, ăn trọn số tiền trên xác chết, hình ảnh và phần mộ do chủ quyền lợi của gia đình mình. Miếng mỡ cuối cùng là căn nhà, mấy miếng đất cùng với đồng hồ, dây chuyền, nhẫn, tiền bạc và luôn cả huy chương vàng. Họ ỷ y vì nghĩ rằng tất cả những thứ đó đang nằm trong kép sắt, mà người biết mật mã không ai khác đó chính là Kim Nga. Nhưng khi tủ sắt mở ra lần thứ nhất, không có mặt Hồng Loan. Ai mở thì chỉ có họ biết. Thì toàn bộ giấy tờ không cánh mà bay, ngơ ngác, ngạc nhiên, hụt hẫng. Tất cả giấy tờ đang ở đâu, nó đã bị lấy khi nào, thiên la địa võng đã được bủa văng chặt chẽ từ mắt thường, mắt camera và cả những cặp mắt cú dọ giám sát 24/24. Những người bị lừa vào diện tình nghi như là Bình Tinh, Vũ Lưng, Má Tư đều có chứng cứ ngoại phạm. Họ không có gần cố nghệ sĩ thường xuyên, hay là trong hàng ngũ họ hàng có một người phản bội sạc hay là Kim Nga. Cả hai đều có tên trong những tài khoản kêu gọi quyên góp, không bao giờ họ dám trở mặt. Một ngóc ngách trong nhà đều bị lục tung, những lời cằn nhằn, trách móc thay cho những lời than khóc, tiếc thương cho người quá cố. Kiểm tra dữ liệu trong điện thoại của Hồng Loan bị đánh cắp hôm đám tang, cũng không có bất cứ một thông tin gì cho thấy số giấy tờ liên quan nó đang nằm trong tay của Hồng Loan. Nhưng nếu xét về mặt quyền lợi thì Hồng Loan chính là người đáng nghi nhất. Buổi họp 21 ngày được triệu tập, nhận xét về lực lượng hai bên, mọi người sẽ nhận thấy Hồng Loan sẽ là người thất thế. Họ tin rằng với lực lượng hùng hậu, đầy quyền lực, họ áp đảo tinh thần của Hồng Loan và bắt buộc Hồng Loan phải giao lại sổ đỏ và tất cả giấy tờ và nghe theo sự sắp xếp chỗ ở cho Hồng Loan như lời của nữ ma đầu. Trong buổi họp báo ngày 7 tháng 3, mấy ai hiểu được tâm trạng của Hồng Loan sau đám tang cố nghệ sĩ trước khi có sự xuất hiện của Ni. Em hoảng sợ, lo lắng, nhắn tin cầu cứu với những người quen, mặc dù đã có nắm tất cả giấy tờ quan trọng trong tay, nhưng giả tâm và thủ đoạn của họ, em là người hiểu rõ. Em đã lặng khi ba em tận tay trao số tài sản cuối cùng của ba, vì trong khoảnh khắc đó em đã khẳng định một điều: nghệ sĩ Vũ Linh dù sống hay chết, mãi mãi vẫn là ba của em. Cho nên những cái nhận xét này của anh Lê Tín đó quý vị rất là hay. Tại vì những cái tài sản đó, tức là bây giờ là bên phía Hồng Phượng là dế lại bên phía cô Sáu, thừa thắng xông lên, nghĩ rằng mình là nữ ma đầu, là không ai dám có quyền cãi lại mình, thì cứ lo làm những cái việc kia trước đi, thì cái căn nhà này trước sau gì cũng là của mình, cứ nghĩ là vậy. Nhưng mà ai ngờ rằng là sau khi trong cái lúc mà lo tranh giành đó, là Hồng Loan nó không làm cái vấn đề đó, mà nó làm đi sang tên thủ tục giấy tờ nhà trước cho nó. Tại vì ba đã đưa giấy tờ nhà trước cho nó rồi, cái vấn đề đó. Đúng không quý vị? Rất là thông minh. Nhưng có cái rằng là Hồng Loan nó biết được rằng dù nó có nắm tài sản ở trong tay đi chăng nữa, nó vẫn rất run sợ. Tại vì là nó biết được cái tính của Hồng Phượng, cái tính của cô Sáu rất là ma mảnh, cho nên rất là sợ và cầu cứu nhiều người. Sự nhìn nhận này rất là đúng nha quý vị. Đọc tiếp đây quý vị. Nếu em tiếp tục lặng thì sẽ không còn bất cứ cơ hội nào cho em sau này.
luôn cả thân phận làm con của em sẽ bị tước đoạt. Cũng may ngày hôm nay có bình tinh, nếu không nhờ 3 năm lo lắng cho cố nghệ sĩ từ tinh thần đến vật chất thì với tư cách gia đình, bình tinh chắc chắn sẽ bị cấm cửa. Sự có mặt của bình tinh đã giúp cho Hồng Loan tự tin mạnh mẽ hơn trong buổi họp mặt đó. Nội dung thế nào thì quý vị cũng đã biết. Tóm tắt lại trong mấy ý: đàm phán, chú Bảy thuyết phục, cô Sáu tranh cãi, nữ ma đầu xàm xí tào lao, sạc dơ khi hỏi Hồng Loan về chuyện sổ đỏ. Từ đầu đến cuối, cộng đồng mạng ai cũng thấy bọn họ lúc nào cũng ỷ đông hiếp yếu, sau lưng toàn những gương mặt tào lao, nhưng liên quan đến huyết thống họ hàng vẫn luôn trơ trẽn ra hỏi, ra lệnh, yêu cầu những người vô lý, dựa vào hiệu ứng đám đông để áp đảo tinh thần của Hồng Loan. Nhưng sau đó thì đau khổ than thở khi mưu đồ thất bại thì chính họ đổ lỗi cho cộng đồng mạng hiếp đáp và áp đảo tinh thần gia đình họ. Đúng rồi. Mới đầu là lấy đông hiếp yếu, tại vì cái buổi họp mà gia đình đó thì trong đó có vợ chồng chú Bảy nè, có cô Sáu, vợ chồng Hồng Phượng, sạc pin đồ tùm lum hết, lấy áp đảo tinh thần của Hồng Loan, lấy cái sự mà cộng đồng mạng để áp đảo. Nhưng không ngờ là khi họp xong bắt đầu cộng đồng mạng họ phản đối, bây giờ lên giải đành đạch đổi thừa là cộng đồng mạng áp đảo để cho gia đình đi vào đường cùng. Nói vậy đó quý vị, chơi mà đổi thừa. Tiếp theo, áp đảo gia đình họ. Lý do tôi đưa bài này lên sau khi đưa cái clip Kim Nga đòi lấy bàn thờ, để quý vị thấy rõ do đâu, vì sao khiến Kim Nga tuyệt tình với Hồng Loan như vậy. Trước đây trong ký ức số 4, khi nói về người này, có rất nhiều bình luận công kích tôi, cho rằng tôi cố tình chạy tội và tẩy trắng cho Kim Nga. Có lẽ quý vị đó không nhớ những gì chúng ta đã từng cam kết với nhau. Thật sự và lòng tin, điều quý vị cần ở tôi là thật sự, điều tôi cần ở quý vị là lòng tin. Và nếu là sự thật thì cho dù thế nào cũng phải nói hết, kể hết. Tôi khẳng định một lần nữa, Kim Nga không phải là người vô tội. Cao ngạo, háo danh, tham lam, kèm theo đó là sự nhẹ dạ cả tin, mù quáng, không phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Chính vì vậy nên đã theo những lời đường mật, những lời khích bác, xúi dục, càng lún càng sâu, càng khó có cơ hội quay đầu. Cho đến thời điểm này, cô ta không lên tiếng phân trần hay đính chính bất kỳ điều gì, luôn cả việc ăn cắp tài sản của cố nghệ sĩ như đồng hồ, nhẫn, dây chuyền và những thứ khác. Mặc dù những lời sỉ giả, khinh khi của cộng đồng mạng đó là bởi vì cô ta muốn tự trừng phạt mình bởi vì những gì cô ta đã gây ra. Còn tiếp, đây là những lời của anh Lê Tính nói nha quý vị. Nói chung là trong cái bài viết này á, là tóm tắt lại sự việc như thế này. Tức là nữ ma đầu là ai? Nữ ma đầu là Hồng Phượng. Nữ ma đầu mẹ là chị Hồng Nhung đó quý vị. Thì trong cái sự việc này, đầu tiên là muốn áp đảo, tức là quyên tất cả gia đình gồm bao nhiêu người là áp đảo Hồng Loan. Chỉ có bùm bùm với lại thằng cu Mỹ là nó binh về Hồng Loan, nhưng mà nó là con nít, họ nghĩ là như vậy, cho nên không làm được gì. Nó mới muốn áp đảo Hồng Loan. Đó, đầu tiên cái đơn giản là bây giờ là trong cái đám ma là cũng tao là người toàn quyền rồi, tức là cô Sáu toàn quyền, Hồng Loan đâu có được quyền đâu, đúng không quý vị? Cho nên rằng là thôi tao lo cái đám tang trước đi cái đã, tao lo những cái tiền cúng điếu này đi cái đã, rồi bắt đầu kêu gọi góp một viên gạch đồ cứ làm trước đi cái đã, còn những cái căn nhà sau đó tao sẽ hưởng sau từ từ. Tại vì làm xong rồi bắt đầu đến 21 ngày mới họp. Trong khi 21 ngày Hồng Loan nó đã làm thủ tục sang tên xong mất đất rồi, đúng không quý vị? Tại vì 21 ngày thì nó đã im hết rồi, có việc kêu gọi thì nó từ từ tiền nó vô thôi. Cho nên trong cái vấn đề này, cái chữ lặng là im lặng, chữ lặng của Hồng Loan là một cái lặng thông minh, chứ không phải một cái lặng là một cái lặng ngu, hay là một cái lặng khờ, hay là một cái lặng nhẫn nhịn như là mọi người đã nghĩ. Cho nên trong cái sự việc này, khi mà tôi tiếp xúc và tôi theo dõi suốt trong thời gian mấy tháng nay cái drama của anh nghệ sĩ Vũ Linh, thì tôi cho rằng là Hồng Loan là một người rất là thông minh, còn Hồng Phượng là một người rất là khờ, gọi là ngu đó quý vị. Hồng Phượng không thông minh một tí xíu nào. Cho nên trong cuộc chiến này, Hồng Loan là người nắm thế cờ và Hồng Loan đã chiến thắng. Tại vì á, là cái sự yêu thương, cái thứ nhất là tài sản nó cũng đã thuộc về Hồng Loan rồi. Tao lặng, tao nín thinh, tao chửi lộn chi. Nói chung không nói nhiều nhưng hành động là được. Đó, Hồng Loan nó đã thắng. Còn cái vấn đề mà nói về mà sự yêu thương của những người khán giả dành cho nghệ sĩ Vũ Linh, trước đó là cho Hồng Phượng, tại người ta đâu biết Hồng Loan. Đó, bây giờ thì người ta dành hết những cái sự yêu thương đó cho Hồng Loan về cái chữ lặng thông minh của Hồng Loan đó, đúng không quý vị? Cho nên trong cái câu chuyện này là giữa bên Hồng Phượng với là Hồng Loan, thì chúng ta nhìn coi là kết cục là hai bên là bên nào thắng.
Tôi tin chắc 100% là bên Hồng Loan thắng. Cho nên chúng ta chỉ việc chờ đợi và đừng có nóng ruột rằng là phải lên bảo vệ Hồng Loan đồ này kia. Hồng Loan rất là khôn và thông minh. Cho nên mình thương em ấy là tại vì thương anh Vũ Linh, thương luôn Hồng Loan. Tại thấy những cái chân chất của nó. Nhưng có những cái quý vị biết không, hiền nhưng không có ngu. Quý vị có nghe không? Khi những chia sẻ của Mason đã chia sẻ rất là nhiều lần, em Hồng Loan nó hiền chứ nó không có ngu. Và nó không nói, nó lặng, nhưng không phải là nó chịu thua. Đúng không quý vị? Thôi, câu chuyện ngày hôm nay phần 58 tôi chia sẻ đến đây thôi nha quý vị. Chuẩn bị đi đi ra ngoài địa phương ăn 20 tháng 10 rồi quý vị ơi, tham dự 20 tháng 10. Một lần nữa chúc các mẹ nè, chúc cho các chị em nè luôn luôn xinh đẹp, khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình của mình. Và ngày nào cũng là ngày 20 tháng 10 hết trơn đó. Bây giờ thì kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Anh nhân haseyo tame video mạnh nayo. Bye bye.